chư thiên thức tỉnh, bắt đầu mở khóa dâu trắng mô bản tiểu nhân vật dã hữu mộng mạnh nhất mô bản hệ thống. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com, thiên hải thị tam trung cửa trường học. Vị bạn học này, các ngươi học sinh lớp 12 hôm nay liền muốn tiến hành thức tỉnh nghi thức, xin hỏi ngươi khẩn trương A. Kèm theo một đạo giọng nữ, một cái đen kịt micro trực tiếp hận đến tô mặc bên miệng. Thiếu niên đẹp mắt cau mày dạng này phỏng vấn phương thức hắn biểu thị cực kỳ không thích nhưng theo lễ phép tô mặc vẫn là hờ hững trả lời mỹ nữ ta nói không khẩn trương ngươi tin không cái này đặc biệt xa điêu phóng viên lại hỏi chút ít nói nhảm vấn đề nhân sinh chỉ lần này một lần thức tỉnh nghi thức tương đương với kiếp trước trọng yếu thi đại học ai mẹ nó không khẩn trương a à, không sai Tô Mặc kỳ thực không phải người của thế giới này, xuyên qua đi tới cái này thế giới kỳ dị đã có 18 năm. Cái thế giới này, ma vật hoành hành, nhân loại vì chống lại ma vật tại 1.000 năm trước liền phát hiện gen chỗ huyền diệu. Theo khoa kỹ trọng võ thời đại, tiến hóa đến thức tỉnh dị năng, sau đó lại lợi dụng dị năng chống lại ma vật siêu phàm thời đại. Hôm nay, vừa vặn liền là bọn hắn tam trung mới nhất một nhóm học sinh lớp 12 thức tỉnh ngày chỉ cần có thể thức tỉnh ra dị năng dù cho không phải rất mạnh loại này cũng tương đương với kiếp trước sinh viên tài cao trái lại nếu là không cách nào thức tỉnh ra dị năng cái kia đem thường thường xoàng xĩnh ngay cả cuộc sống đều là vấn đề hỏi thử dạng này so kiếp trước thi đại học còn tàn khốc hơn mấy chục lần gấp trăm lần thức tỉnh nghi thức ai không khẩn trương khẩn trương chết có được hay không nữ phóng viên nghe được tô mặc lời nói, cười xấu hổ cười, lập tức di chuyển chủ đề. Đúng rồi đồng học ta nghe nói năm nay các ngươi tam trung lần này trong học sinh thế nhưng là có không ít thể năng quái vật đây, đặc biệt là vị kia lớp 2 tô mặc đồng học. Nghe nói tại ba loại thể năng phương diện, có vẻ như so lớp một đám kia thức tỉnh thế ra trọng điểm học sinh còn muốn biến thái một cái bình dân học sinh dĩ nhiên có thể so thức tỉnh thế gia thiên tài còn lợi hại hơn, đây là chuyện thật a, à? rất lời. tô mặc yên lặng lườm vị này nữ phóng viên một chút, bình dân chỉ cần chịu cố gắng liền không nhất định so thức tỉnh thế gia xuất thân người kém nữ phóng viên hơi sững sờ, có chút im lặng nhìn về phía tô mặc đồng học ngươi như vậy cuồng ngữ khí, để đám kia thức tỉnh thế ra người nghe được bọn hắn nhưng là muốn tức giận đây, ngươi không sợ bọn họ trả thù nha, trả thù. Chỉ bằng đám kia chỉ sẽ lợi dụng ra thế kiêu hoành bạt hỗ tuyệt không cố gắng phế vật nhìn xem có chút trêu chọc ý vị nữ phóng viên tô mặc lắc đầu. Nữ phóng viên ngạc nhiên bọn hắn thế nhưng là ba các ngươi bên trong năm nay mặt mũi a à, người dĩ nhiên nói bọn hắn là phế vật thiếu niên trước mắt này có chút cuồng nha chẳng lẽ cũng là một tên thức tỉnh thế gia xuất thân thiên tài học sinh nhưng nhìn cái này ăn mặc tuyệt không như a à, còn đang nghi hoặc tô mặc lời kế tiếp lại để nàng ngốc lăng ngay tại chỗ liền ta cái này bình dân xuất thân người thường cũng không sánh bằng chỉ sẽ hiếp yếu sợ mạnh đồ chơi không phải phế vật là cái gì Nói xong, tô mặc liền hờ hững quay người, trực tiếp hướng cửa trường học phương hướng đi. Tại chỗ, phóng viên tiểu tỷ tỷ há to miệng, sừng sốt nhìn về phía tô mặc đi xa bóng lưng. Hắn là tô mặc, trời ạ, à, vừa mới chính mình phỏng vấn dĩ nhiên là vị kia tam trung nổi tiếng nghiêu bức bình dân sinh. Tiểu tỷ tỷ một mặt chấn kinh, muốn tiếp tục đuổi kịp tô mặc tiến hành phỏng vấn, nhưng bóng dáng thiếu niên đã biến mất không thấy gì nữa đi ở sân trường giao lộ bên trên. Tô mặc cũng không để ý vừa mới vị kia nữ phóng viên. Mình quả thật là cái bình dân sinh, hơn nữa còn là cô nhi viện xuất thân loại kia. Nhưng cái này lại như thế nào? Hắn tô mặc còn không phải tại không có xuyên Việt giả kim thủ chỉ dưới tình huống. Thông qua gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần cố gắng miễn cưỡng vượt qua đám kia thức tỉnh thế gia ăn chơi thiếu gia tựa như hiện tại trời còn chưa sáng thức tỉnh nghi thức còn không chính thức bắt đầu chính mình liền cái thứ nhất đi tới trường học mục đích rất đơn giản chính là vì có thể nhiều huấn luyện mấy giờ tốt nghênh đón sắp tới thức tỉnh nghi thức rất nhanh tô mặc liền đi vào ngày bình thường huấn luyện thể năng thể năng quán hơi chút làm nóng người phía sau hắn lập tức liền mượn nhờ dùng chung dụng cụ rèn luyện lên tốc độ lực lượng năng lực phản ứng Ba loại tổng hợp tố chất thân thể đều là có thể kích phát gen tiềm năng, thức tỉnh ra dị năng tiền kỳ tiêu chuẩn. Tuy nói không nhất định chuẩn xác, nhưng chỉ cần tố chất thân thể cường hãn học sinh, cơ bản xác suất lớn đều sẽ tỉnh lại ra dị năng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tại rèn luyện 3 giờ sau, tam trung cửa trường học lần lượt có học sinh tiến vào cửa trường. Tam Trung tại Thiên Hải Thị chính là xếp hạng thứ ba cao trung, độ quan tâm tuy là không có một hai bên trong cái kia cao, nhưng cũng không nhỏ. Nguyên cớ ngày mới mới vừa sáng lên, cửa trường học liền bu đầy người, có học sinh người nhà, nhưng càng nhiều, vẫn là Thiên Hải Thị truyền thông quan hệ xã hội. Lớp 12 toàn thể thầy trò, thức tỉnh đại điện tập hợp, một đạo to rõ loa phóng thanh cũng vào lúc này vang lên. Bắt đầu rồi sao? xoa xoa mồ hôi trên trán dấu vết tô mặc thở sâu khẩu khí, lập tức cũng hướng thức tỉnh đại điện phương hướng tiến đến. Thức tỉnh đại điện trước, lớp 12 6 cái lớp học sinh đã lần lượt chạy tới chính mình lớp học chỗ tồn tại chỗ ngồi. Trong đó, lớp 1 chính là học sinh khá giỏi lớp học, tất cả đều là thức tỉnh giả thế gia xuất thân học sinh, đãi ngộ chính xác cao hơn nhiều lúc này nhóm này con em quyền quý tất cả đều ngồi tại hàng trước nhất nổi bật vị trí từng cái cầm vang dội lộ ra rất là tự ngạo a mặc nhìn ngươi thân này đổ mồ hôi dấu vết sẽ không lại là làm thể dục buổi sáng mới tới a lớp hai vị trí đồng đảng trần đại vinh trước tiên liền thấy tô mặc đến gần lập tức một mặt bất đắc dĩ tô mặc tìm một chỗ ngồi xuống nhìn về phía vị này đồng đảng ta tình huống như thế nào ngươi cũng không phải không biết không cố gắng sao được trần đại vinh trầm mặc tiếp đó vỗ tô mặc bả vai trêu đùa huynh đệ ngươi nếu là thức tỉnh không ra dị năng ta nuôi dưỡng ngươi ngươi đi luôn đi trợn trắng mắt nhưng trong lòng tô mặc cũng là ấm áp trần đại vinh là cái phú nhị đại cũng là thức tỉnh giả thế gia xuất thân bất quá cũng là bởi vì tính cách tương đối tùy ý sang sảng cùng đám kia lớp một quyền quý học sinh không hòa đồng bởi vậy tự mình lựa chọn tiến vào lớp 2. qua nhiều năm như vậy tô mặc bởi vì tập luyện quá mức mà hôn mê thời gian đều là trần đại vinh vụng trộm bỏ vốn làm hắn trị liệu phần ân tình này tô mặc một mực ghi ở trong lòng đúng rồi a à mặc đồ vật này ngươi cầm hai người lại đùa giỡn mấy câu lời nói phía sau trần đại vinh đột nhiên từ một bên lấy ra một mai như bạch ngọc tinh thạch Thấy thế, tô mặc khóe mắt giật một cái. Đây là linh năng thạch, linh năng thạch chính là tại thức tỉnh dị năng phía sau, thức tỉnh giả thiết yếu tài nguyên tu luyện. Trước mắt mai này tuy nói là cấp thấp nhất, nhưng cũng muốn ít nhất hơn 10 vạn đồng liên bang. Tương đương với gia đình bình thường hơn một năm, thậm chí hai năm thu nhập ân đây là một mai đê cấp linh năng thạch cha ta nói tại sắp thức tỉnh trước một khác có thể thử nghiệm cảm ứng xuống linh năng thạch chỉ cần có thể cảm ứng được dù cho một tia linh năng lực lượng đều có lợi cho chúng ta chờ sau đó thức tỉnh khảo thí đây lớp một đám kia dám thúi đồ chơi hiện tại cũng là nhân thủ một mai chúng ta không thể bỏ qua sai sót nói xong trần đại vinh liền đem mai này linh năng thạch cường ngạnh lấy nhét vào trong tay tô mạc Tô Mặc có chút khó khăn, nhưng nhìn thấy Trần Đại Vinh cái kia không được từ chối không tiếp ánh mắt, chỉ có thể cảm kích nói: "Đa tạ, huynh đệ." Âm thầm ghi nhớ phần tình nghĩa này phía sau, Tô Mặc liền hiếu kỳ nhận lấy linh năng thạch. Đinh, cảm ứng được mỏng manh nguồn năng lượng, miễn cưỡng đạt tới hệ thống kích hoạt điều kiện, hệ thống kích hoạt bên trong, Đinh. Mạnh nhất mô bản hệ thống kích hoạt thành công, bắt đầu khóa lại ký chủ Tô Mặc Đinh. Tân thủ Phúc Lợi lần đầu rút ra bên trong, chúc mừng thu được hải tặc thế giới mô bản Sàng Lọc tư cách đinh. Hải tặc thế giới mô bản Sàng Lọc bên trong đinh. Sàng Lọc thành công, chúc mừng ký chủ thu được hải tặc thế giới mạnh nhất nam nhân Edward Newgate mở khóa mô bản PS. Người mới tân tác, hy vọng ủng hộ nhiều hơn, muốn ném ngân phiếu huynh đệ, nhất định phải quăng tại chương mới nhất a, bởi vì dạng này mới là hữu hiệu ngân phiếu. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4, 5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Trừ thiên thức tỉnh, bắt đầu mở khóa dâu trắng mô bản tiểu nhân vật dã hữu mộng dâu trắng mô bản, cấp SS dị năng. Nghe chọn bộ tại mê audio.com. Đây là, ta kim thủ chỉ sừng sốt cầm đã có chút tối nhạt linh năng thạch, nội tâm tô mặc giờ phút này có thể nói là rời sông lấp biển, chấn kinh cực kỳ. Thời gian 18 năm bên trong, hắn vốn đã trải qua lại không huyễn tưởng. Không nghĩ tới, ngày hôm đó phán đêm phán kim thủ chỉ vậy mà tại chính mình sắp tiến hành thức tỉnh nghi thức thời điểm, bởi vì một khỏa linh năng thạch mà kích hoạt lên nói cách khác kim thủ chỉ vẫn luôn tại chỉ là bởi vì chính mình không cách nào thu được nguồn năng lượng mới không có cách nào kích hoạt trong lúc nhất thời tô mặc có chút khóc cười không được nhưng nghĩ lại hắn cũng liền bình thường trở lại dù sao mình xuyên qua tới thời điểm liền là một tên cô nhi ăn ở cũng thành vấn đề càng chưa nói linh năng thạch loại xa xỉ phẩm này lại nói, hiện tại kích hoạt cũng không muộn, có hệ thống kim thủ chỉ, lại thêm chính mình nhiều năm ma luyện ra nghị lực. Tất nhiên có thể tại cái này siêu phàm thế giới bước vào đỉnh phong. Cố gắng khống chế lại theo hưng phấn mà run dày thân thể, tô mặc ngay sau đó nhìn về phía trước mắt giao diện ảo, ký chủ. Tô mặc tu vi, không dị năng, chấn chấn chi lực S cộng tam sắc haki S võ kỹ. Không nguồn năng lượng điểm. 11 nhân vật mô bản. Edward Newgate nhân vật tường tình cùng mở khóa mức độ nhưng mở ra mô bản danh sách hiểu rõ. Đơn giản đảo qua một chút bảng nhân vật cùng hệ thống giới thiệu, tô mặc cũng biết đại khái chính mình lấy được hệ thống đến cùng là vật gì. Cái này mạnh nhất mô bản hệ thống, chính là một cái rút ra mỗi cái mặt vị thế giới nhân vật mô bản hệ thống đặc biệt rút ra mạnh nhất người, tiếp đó không ngừng mở khóa nhân vật năng lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, thậm chí siêu việt. Tô mặc lần đầu tiên tân thủ phúc lợi liền là rút ra đến hải tặc thế giới Edward Newgate vị này mạnh nhất nam nhân mô bàn. Dầu trắng lão cha A. Vua hải tặc tô mặc kiếp trước cũng có nhìn qua, đối với vị này nhân cách mị lực mười phần nhân vật cường hãn, hắn có thể nói là yêu thích cực kỳ hệ thống dầu trắng ác ma chi lực cùng tam sắc haki đều đã bị chuyển hóa thành dị năng a không những chuyển hóa thành dị năng mà thôi gura gura nomi cùng tam sắc haki bình xét cấp bậc vẫn là cấp s trong truyền thuyết cấp s tu luyện tới cực hạn đủ để tạo thành thiên tai mạnh nhất dị năng cái thế giới này dị năng đẳng cấp theo mạnh đến yếu phân làm s a b c d e f trước lúc này đừng nói cấp s dù cho là cấp c tô mặc đó là nghĩ cũng không dám nghĩ chỉ cần có thể thức tỉnh ra cấp d dị năng hắn liền đủ hài lòng bởi vì thức tỉnh ra cấp d hoặc là trở lên dị năng liền có thể tiến về đỉnh tiêm đại học tiếp tục đào tạo sâu tại lượng lớn tài nguyên cùng cường giả giáo dục xuống khai phá dị năng chân chính bước vào cường giả trong hàng ngũ kết quả hiện tại trực tiếp cho hắn tới cấp ss loại này phía dưới nếu là ở khảo nghiệm thời điểm bị người biết được chẳng phải là trực tiếp nổ dâu âm thầm rung động hệ thống lạnh như băng tiếng máy móc đúng lúc trả lời căn cứ thế giới quy tắc thay đổi lại tiêu trừ tác dụng phụ tiêu trừ tác dụng phụ lấy lại tinh thần tô mặc đôi mắt đại trừng theo sau chính là cuồng hỉ vậy có phải hay không mang ý nghĩa trái ác quỷ năng lực giả không cần tiếp tục phải sợ đại dương nhiều bước hệ thống xuất phẩm quả nhiên hoàn mỹ cũng liền tại tô mặc tiếp tục lấy ý biết cùng hệ thống khơi thông thời gian thức tỉnh đại điện bên trên một đạo hoàng âm thanh truyền ra các vị đồng học thức tỉnh nghi thức quá trình chủ nhiệm lớp của các ngươi hẳn là cũng nói rõ chi tiết qua tại nơi này ta liền đơn giản bổ sung vài câu thứ nhất buông lỏng tâm tính không muốn bởi vì khẩn trương mà kháng cự tiếp xuống nghi thức thứ hai coi như không cách nào thức tỉnh ra dị năng cũng không cần nản trí các ngươi đồng dạng có thể tiếp tục tham gia văn khoa thi đại học chỉ cần cố gắng cũng khả năng trở thành nhân viên nghiên cứu khoa học làm quốc gia tiếp tục làm ra cống hiến tốt ta muốn nói liền nhiều như vậy ta tuyên bố thức tỉnh nghi thức chính thức bắt đầu theo hiệu trưởng hoàng trọng quang dứt lời toàn thể thầy trò bao gồm xung quanh vây xem người nhà cùng truyền thông quan hệ xã hội nhộn nhịp vỗ tay thỏa mãn gật đầu một cái hoàng trọng quang lập tức nhìn về phía thức tỉnh đại điện bên trên một lão giả thầy chủ nhiệm vương chu lần này khảo nghiệm người phụ trách đạt được ra hiệu vương chu lập tức mở ra trong đại điện bộ kia linh năng khảo thí khí chỉ cần đưa tay đặt ở khảo thí khí bên trên, dự trữ tại trong đó linh năng liền sẽ chạy trốn tới trong thân thể trong gen. Tiếp đó bắt đầu kích hoạt ẩn tại dị năng. Sở hữu dị năng người, khảo thí khí liền sẽ phát quang, đưa ra đáp án. Không dị năng giả, thì lờ mờ tối tam. Mở tốt dụng cụ, vương chu nhìn về phía hàng phía trước vị trí. Lớp 1 các bạn học căn cứ vào lệ cũ, các ngươi trước lên tới đi, lớp 1 chính là Vương Chu mang theo lớp học. Hắn giờ phút này vừa nghĩ tới chính mình lớp học chính là tam trung mặt mũi, một gương mặt mo liền là tràn đầy một vòng kiêu ngạo. Nhưng tại sau một khắc cũng là hơi hơi cứng đờ, bởi vì hắn nghĩ tới tại ba loại thể năng bên trên đều miễn cưỡng vượt trên chính mình lớp học sinh Tô Mạc nếu là chờ sau đó vị kia gọi tô mặc học sinh thật thức tỉnh so chính mình lớp học sinh còn muốn xuất sắc dị năng chính mình mặt mo chẳng phải là liên quan đến hẳn là sẽ không thể năng xuất sắc có lẽ có thể thức tỉnh ra dị năng nhưng muốn thức tỉnh ra cao đẳng dị năng chân chính trọng điểm vẫn là gen cường độ trong lớp mình học sinh đều là thức tỉnh thế gia xuất thân, trong đó không thiếu cha mẹ chính là cấp đê dị năng thức tỉnh giả, cái kia lớp 2 tiểu gia hòa có lẽ không phải cái gì thức tỉnh giả hậu đại. Bằng không thì cũng không thể nào là một tên cô nhi, nội tâm bản thân an ủi phía dưới, vương chu mặt mo lại lần nữa lộ ra kiêu ngạo thân tình. Lớp 1 triệu hồng, lên đài dứt lời lớp một bên trong một tên thân hình cao lớn trên mặt mang theo tự tin thiếu niên đi lên bậc thang chỉ thấy hắn đưa tay đặt ở khảo thí khí bên trên không mấy giây một trận quang mang liền chậm chậm sáng lên một lát sau triệu hồng cấp e dị năng thân thể cường hóa soạt khảo thí khí âm thanh hạ xuống xung quanh lập tức liền truyền ra một trận tiếng thán phục lợi hại a học sinh giỏi liền là học sinh giỏi, mới cái thứ nhất lên đài, liền là cấp E dị năng, mặc dù là thường thấy loại dị năng, nhưng cũng đã siêu việt 80% người đồng lứa. Chỉ cần lại cẩn thận mày rũa phía dưới, trước trọng điểm đại học tuyệt đối không có vấn đề, năm nay tam trung lớp chọn nhìn tới có thể sánh vai nhị trung. Cái triệu hồng này ở lớp một bên trong ba loại khảo sát thể năng có thể xếp vào trong lớp trước 10, cha mẹ lại là cấp E thức tỉnh giả, rất bình thường các ngươi đoán xem nhìn cái kia lớp một đứng hàng thứ nhất thứ hai đường tử hạo cùng lâm đình có thể thức tỉnh ra cấp bậc gì dị năng lấy hai vị này thân thế cùng thể năng ít nhất cấp e phía dưới còn lại lớp học học sinh nhộn nhịp hướng triệu hồng ném đi ánh mắt hâm mộ xung quanh truyền thông càng là nghị luận triệu hồng cực kỳ hưởng thụ trường hợp như vậy hắn xoay người đi xuống bậc thang ánh mắt đột nhiên nhìn về phía lớp hai vị trí chuẩn xác mà nói, hẳn là nhìn hướng Trần Đại Vinh một bên tô mạc. Tô Đại Bình Dân, khoảng cách các ngươi lớp 2 khảo thí còn có một đoạn thời gian đây, người ngày thường không phải danh xưng thiết nhân A. À. Vậy không bằng nhân cơ hội này làm thêm mấy tổ chống đẩy tập luyện tập luyện, không chừng chờ, sau đó ngươi khả năng liền cảm thấy tỉnh cái cấp S dị năng đây, ha ha ha. Ngữ khí nghiền ngẫm cười lấy, triệu hồng lúc này có thể nói là một mặt tiểu nhân đắc chí lớp một phần lớn người đều xem thường tô mặc trong đó khó chịu nhất triệu hồng này liền là thứ nhất giờ phút này có chịu chú ý hắn tự nhiên nhịn không được khiêu khích một phen tô mặc ha ha sảng khoái a à mặc đừng để ý tới cái này sa điêu ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thức tỉnh ra cấp đê dị năng lớp 2 trên ghế ngồi trần đại vinh đầu tiên là trừng mắt liếc triệu hồng lập tức vỗ vỗ bả vai của tô mặc khích lệ nói không có nhìn nhiều triệu hồng một chút, tô mặc nhìn về phía Trần Đại Vinh, cười nói. Yên tâm, ta sẽ không cùng cái đồ chơi này chấp nhặt lại nói Đại Vinh, người liền sẽ không nhiều hơn chúc phúc phía dưới huynh đệ A, à, mới cấp D dị năng. Người có lẽ chúc mừng ta thức tỉnh cấp S dị năng mới đúng, chờ ta thức tỉnh ra cấp S dị năng, tuyệt đối bảo kê ngươi. Khá lắm, Trần Đại Vinh trực tiếp trầm mặc hắn còn tưởng rằng chính mình vị huynh đệ kia sẽ bị ảnh hưởng đến tâm thái đây. Ai biết, cái này không những cùng cái không có chuyện gì người đồng dạng, còn mẹ nó làm lên nói đùa. Ta tích cái ngoan ngoãn nha tương đương còn cấp S dị năng đây. Tô mặc nếu là có thể thức tỉnh ra cấp S dị năng, hắn trần mỗi người trực tiếp ao phân bướm lặn cho huynh đệ chúc mừng. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, một đánh giá 4, 5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Trừ thiên thức tỉnh, bắt đầu mở khóa dâu trắng mô bản tiểu nhân vật dã hữu mộng tô mặc là người vĩnh viễn không có được nam nhân. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Triệu hồng đoạn này khúc nhạc dạo ngắn phía sau, lớp một hạng hai học sinh rất nhanh tiếp nối. Vương Nghiêu, cấp ép dị năng đối với học sinh giỏi tới nói, cấp ép dị năng xem như trạng thái bình thường, không tính sông ra, cũng không tính kém cỏi. Tiếp xuống, lớp một học sinh lần lượt có người lên đài, có tốt có xấu. Đại bộ phận đều là cấp ép dị năng, cấp e lời nói ngược lại vượt xa bình thường phát huy, trọn vẹn có 8 vị nhiều. So với lần trước học sinh lớp 12 nhiều ba tên, xem như tiến bộ không tối khiến vương chu vị này thầy chủ nhiệm mừng rỡ không thôi, mặt mo bên trên hồng quang đầy mặt. Mà tới được lúc này, lớp một liền còn có hai tên học sinh không có kiểm tra. Ánh mắt mọi người, nhộn nhịp nhìn về phía cái này hai tên học sinh. Đường tử hạo cùng lâm đình. Cái này hai tên học sinh giỏi bên trong người nổi bật. Như không phải tô mặc cái này bình dân lực lượng mới xuất hiện, hắn hai tuyệt đối ổn định tam trung bài diện kiểu mẫu sinh tất nhiên hôm nay trình diện đại đa số người còn có truyền thông quan hệ xã hội vẫn là nhất trí cho rằng tô mặc vị này bình dân dù cho ngày bình thường thể năng khá hơn nữa nhưng đến hôm nay thức tỉnh khảo thí bên trên có lẽ vẫn là không sánh bằng hai người này cuối cùng tô mặc thân thế không có dấu vết mà tìm kiếm mà đường tử hạo cùng lâm đình đều là cấp đê thức tỉnh giả hậu đại cái trước có lẽ trăm phần trăm có thể thức tỉnh dị năng, nhưng hạn mức cao nhất tuyệt đối không sánh bằng cái sau. Lớp một lâm đình, lên đài. Theo Vương Chu dứt lời, một tên duyên dáng yêu kiều, giá trị bộ mặt tối thiểu có 80 điểm trở lên thiếu nữ yêu nhã đi lên đài. Nàng trắng nõn cầm ngẩng lên thật cao, trong mắt tất cả đều là ngạo khí, rất giống một cái thiên nga trắng lâm đình nha không cần khẩn trương đưa tay chậm rãi đặt ở khảo thí khí bên trên là được rồi nhìn trước mắt thiếu nữ vương chu một mặt hiền lành cười nói lão sư tin tưởng ngươi nhất định có thể thức tỉnh ra cấp đê dị năng yên tâm đi lão sư cấp đê dị năng ta nhất định có thể thức tỉnh nhưng ta truy cầu là cấp c thiếu nữ trên mặt nhỏ tràn đầy kiêu ngạo cười duyên một tiếng phía sau liền đem trắng nõn tay nhỏ để vào khảo thí khí bên trong soạt một đạo so triệu hồng còn trói mắt hơn quang hoa sáng lên hấp dẫn tại nơi trốn có người ánh mắt quang mang này tuyệt đối qua cấp e cấp da vẫn là nhìn xem đạo tia sáng này tại nơi trốn có trong lòng người đều nâng lên cổ họng lên rất nhanh khảo thí khí âm thanh truyền ra lâm đình cấp d nguyên tố loại dị năng ba tầng gió lốc theo kết quả vừa ra hiện trường yên tĩnh 3333, ba 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 ba, theo sát lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt mãnh liệt vang lên. Cấp D dị năng a, hơn nữa còn là nguyên tố hệ phong nguyên tố dị năng. Lợi hại, so với nàng cha mẹ phổ thông hệ cường hóa lợi hại hơn nhiều, nguyên tố loại liền không có không lợi hại, hơn nữa còn là cấp D, tuyệt đối so cái khác mấy loại lớn cấp D dị năng mạnh. Thật không thẹn là Tam Trung Thiên chi kiều nữ, ta nhớ đến nhất trung cao nhất cũng liền là cấp CA. Tại Tam Trung có thể thức tỉnh ra cấp D, hơn nữa còn là nguyên tố loại, cực kỳ lợi hại, tiền đồ vô lượng, tương lai thành tựu không thấp nha. Thật tốt, nếu là nhi tử ta cũng là cấp D dị năng tốt biết bao nhiêu a à, a. À. Xung quanh hiện trường lập tức phát ra mảng lớn tiếng thán phục. Còn lại lớp học học sinh, thậm chí lớp một đám học sinh có tiềm năng cũng đều nhìn về phía Lâm Đình, đã là thèm muốn lại là ái mộ lâm đình trước đây liền là nữ thần của bọn hắn hiện tại thức tỉnh ra cấp đê nguyên tố loại dị năng cái kia càng là cao không thể chạm a vương chu cũng nhịn không được nữa hình tượng ha 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 lâm đình đồng học cấp đê nguyên tố loại dị năng rất tốt vẫn là lão sư giáo dục đến tốt lâm đình khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là đỏ bừng lên nũng nịu đáp lại nói tuy là không phải khát vọng cấp c nhưng mà cấp đê nguyên tố loại cũng là nàng truy cầu một trong cao hứng trong lòng đắc ý mà chúc mừng lấy thiếu nữ lại lần nữa tựa như thiên nga trắng đi xuống bậc thang hưởng thụ lấy vạn chúng chú mục đãi ngộ nhưng mà nàng cũng là chưa có trở lại lớp học của mình mà là đi tới lớp hai vị trí ánh mắt sắc bén nhìn về phía tô mạc nghĩ kỹ rồi sao trong lúc nhất thời tất cả học sinh đều lộ ra đã là thèm muốn lại là ánh mắt phức tạp nhìn về phía tô mạc mà tô mặc thì là thờ ơ đối đầu lâm đình. Ta từ chối không tiếp một năm qua này, bởi vì hắn bản thân thể năng yêu dị, lại trưởng thành đến tuấn giật nén lòng mà nhìn. Tâm tình cao ngạo lâm đình liền lấy hưởng thụ yêu dị tài nguyên làm điều kiện yêu cầu mình làm người làm của nàng. Phải tùy thời theo nghe nàng lâm đình lời nói, tựa như một cái chó đồng dạng gia phó nữ nhân này mục đích cũng rất đơn giản liền là muốn dùng cái này tới nhục nhã tô mặc giảm thiểu chính mình không cam lòng tâm tình đối với loại này cố tình gây sự yêu cầu tô mặc tự nhiên không có khả năng đáp ứng thậm chí rất muốn cười trần đại vinh càng là giận hận trở về họ lâm ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung ta huynh đệ là ngươi vĩnh viễn không có được nam nhân ngươi khuôn mặt thiếu nữ lập tức phát lạnh nhưng trở ngại trần đại vinh thân phận lại chỉ có thể nhịn xuống thở sâu nàng lần nữa khôi phục nụ cười tự tin mỹ mâu gắt gao nhìn chằm chằm tô mạc ta chờ mong ngươi khảo thí nói xong tựa như cùng thiên nga chẳng yêu nhã đi trở về lớp một thôi đi dối trá nữ nhân nhếch miệng trần đại vinh vỗ bả vai của tô mạc ta gia tộc bên trong đường tỉ muội rất nhiều, tính cách cũng tốt nàng vạn lần, người yên tâm, tô mặc. Vương Chu cũng nhìn thấy một màn này, nhưng không nói gì, mà là tiếp tục hiền lành nhìn về phía chính mình lớp ưu tú nhất đường tử hạo. Lớp một đường tử hạo, lên đài. Đường tử hạo là một tên nhìn lên cao lớn lại thanh lãnh thiếu niên, làm đến không thiếu nữ sinh đều lộ ra hoa si mạt hắn liền như vậy yên lặng đi lên đài tiếp đó đưa tay để vào khảo thí khí hiện trường tất cả mọi người con mắt cũng đều theo động tác của hắn một chỗ di động tới cuối cùng thiên hải thị đại tập đoàn dòng dõi hậu đại độ quan tâm tuyệt đối là tam trung cao nhất a à, vù vù quang mang lại so lâm đình thế mạnh hơn không ít đường tử hạo cấp c loại thú hệ cường hóa dị năng ma hổ hóa thú theo khảo thí khí âm thanh truyền ra, hiện trường ồn ào âm thanh trực tiếp sôi trào lên. Ngọa Tào, cấp C, ta nhớ đến nhà bọn hắn mạnh nhất hóa thú dị năng không phải cấp D lang nhân hóa a. Không, người đó là tin tức không chính xác, căn cứ ghi chép, Đường thị tập đoàn tại 200 năm trước liền đi ra một tên cấp C ma hổ hóa thú trưởng bối, chẳng lẽ nói cách đời di truyền a. Ngọa Tào loại này tỷ lệ cũng có thể gặp gỡ, cấp CA, cái này đều có thể so mà đến một hai chúng A, thèm muốn. Ma hổ hóa thú, ta thật thức tỉnh ra cái này dị năng. Đường tử hạo nắm chặt song quyền, từ đầu đến cuối đều rất là thanh lãnh, khuôn mặt tuấn tú bên trên, cuối cùng lộ ra xúc động cùng hưng phấn. Cấp C, năm nay ba chúng ta bên trong cũng có cấp C. Ha ha ha, Vương Chu Đắc Ý cười lớn, vui mừng nhìn về phía Đường Tử Hạo. Thật không thẹn là đệ tử của ta, lớn ngươi tiền đồ vô lượng a, à, cảm ơn lão sư. Thu lại một chút, Đường Tử Hạo kiềm chế lại tâm tình kích động không kiêu ngạo không tự ti đi xuống đài đi. Ở chung quanh, mỗi tạp chí lớn quan hệ xã hội giờ phút này còn chưa đã ngứa thảo luận lấy Đường Tử Hạo. Đường công tử hẳn là năm nay tam trung mạnh nhất học sinh lớp 12 đi. Thật là không nghĩ tới a, dĩ nhiên là cấp C, chờ một chút, mạnh nhất còn chưa nhất định, không phải còn có Tô Mặc a, hắn ba loại thể năng đều là so đường tử hạo còn cao đây, hắn Ta cảm thấy khó, hắn liền một ít tăng cường gen cơ bản dược vật đều không dùng qua, chỉ là đơn thuần tập luyện ba loại thể năng, có lẽ có thể thức tỉnh ra dị năng, nhưng nhiều nhất liền là cấp F. Cấp E hắn đều xem như tốt số, a, đây chính là bình dân bất đắc dĩ a nếu là hắn phía trước cũng có thể sớm phục dụng một ít gen dược phẩm, hay bút cùng vẽ, ta dám đánh cam đoan, hắn ít nhất cấp E dị năng, không chừng còn có thể cấp D đây. Mỗi tạp chí lớn quan hệ xã hội nghị luận ẩm ý, làm kéo tới tô mặc cái này tam trung đặc thù tồn tại thời gian, chủ đề liền là nhất trí không coi trọng. Cuối cùng ở thời đại này, phát sinh qua quá nhiều ví dụ như vậy bình dân tựa như sao trổi vùng dậy, nhưng cuối cùng lại đổ vào thức tỉnh đại điện bên trên. Lớp 2 chuẩn bị tốt, đến phiên các ngươi. Thức tỉnh đại điện bên trên, tâm tình thật tốt vương chu mặt mo giờ phút này không tiếp tục khôi phục bộ kia nghiêm khắc dáng dấp. Mà là tiếp tục cùng đất lành tuyên bố danh sách danh sách. Lớp 2 tô mặc, lên đài, dứt lời, hiện trường vì đó yên tĩnh tất cả khán giả bao khỏa truyền thông quan hệ xã hội còn có các học sinh đều đem ánh mắt đặt ở lớp 2 vị trí. Có thể nói, hồi trước tam trung thức tỉnh nghi thức lời tiên truyền bên trong tô mặc thanh danh có thể nói là mọi người đều biết. Bình dân đem coi là tấm gương, thức tỉnh thế ra thậm chí quyền quý các đại nhân vật thì đối cái này khịt mũi coi thường. Kết quả đến cùng như thế nào, vừa vặn giờ phút này xem hư thực cái thứ nhất liền là ta à, cũng tốt, chậm chậm đứng lên, tô mặc đôi mắt một vòng phong mang lấp lóe mà qua, tiếp đó bình tĩnh đi lên đài đi. Chuyện hot tháng 9, trừ thiên thức tỉnh, bắt đầu mở khóa dâu trắng mô bản tiểu nhân vật dã hữu mộng cấp S dị năng, toàn trường chấn kinh. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com, a à mặc người nhất định có thể làm được, chẳng phải là cấp CA, đối với người mà nói chuyện nhỏ. Sau lưng truyền đến Trần Đại Vinh cổ vũ thanh âm, nhưng nghe tại một ít học sinh trong tay, lại nhộn nhịp lắc đầu. Tô Mặc cấp C, cái này sao có thể? Như cấp C dễ dàng như vậy thức tỉnh, Thiên Hải thị bọn hắn liền sẽ không mấy trăm năm cũng không ra được một tên cấp B dị năng giả. Lớp một học sinh khóe miệng mang theo cười lạnh, theo bọn hắn nghĩ, Tô Mặc có thể cùng bọn hắn phổ thông học sinh giỏi đồng dạng thức tỉnh cái cấp F dị năng cũng đã là tổ tiên tích tám đời đức liền một ít bình dân học sinh nhìn về phía bóng lưng tô mặc dù cho không chửi bới cũng cực kỳ không coi trọng tất nhiên bọn hắn vẫn là hy vọng tô mặc tối thiểu có thể thức tỉnh ra một cái cấp e dị năng cứ như vậy những cái kia xem thường bọn hắn bình dân học sinh truyền thông quan hệ xã hội hẳn là cũng sẽ hơi chút thay đổi một ít quan điểm a à, vạn chúng chú mục phía dưới tô mặc chậm chậm đi tới thức tỉnh khảo thí khí trước Đồng thời ở trong lòng cùng hệ thống khơi thông nói: "Hệ thống, có thể giúp ta ẩn tàng Tam Sắc Haki năng lực a." Cấp S thế nhưng là cái thế giới này mạnh nhất lực lượng. Thiên Hải thị dạng này một tòa cỡ nhỏ nội thành, theo siêu phàm thời đại bắt đầu, cao nhất cũng liền chỉ xuất qua cấp B dị năng. Nếu là chờ sau đó thức tỉnh ra hai cấp độ SS, cái kia đưa tới oanh động sợ là không dưới trăm cấp đại địa chấn chính phủ liên bang còn có mỗi tập đoàn tài chính lớn cùng những cái kia tai mắt có thể nói rõ tổ chức thần bí sợ là đều sẽ để mắt tới chính mình mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là nhân loại một phương này nếu là bị một ít cao trí tuệ hình người ma vật biết cái kia đem khó lường xem như áp bách nhân loại hơn ngàn năm vực ngoại sinh vật bọn hắn tuyệt đối không cho phép nhân loại xuất hiện dạng này yêu nghiệt nhân vật sợ là hai cấp độ ss tin tức vừa ra liền sẽ liều lĩnh tiềm nhập nhân loại cộng đồng đem tô mặc mặt sát tại trong trứng nước a đây là tô mặc tại lịch sử văn án bên trong chỗ đã thấy ghi chép tuy nói cũng có một khả năng khác liền là sẽ đạt được toàn bộ nhân loại an toàn nhất bảo vệ nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là khả năng đối với không xác định nhân tố hắn cũng không dám cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa vẫn là cẩn thận một điểm cho thỏa đáng, trước lộ cái Gura Gura Nomi cấp S là được rồi. Một cái cấp S vừa vặn vừa đúng, đã có thể chấn kinh liên bang, gây nên quan tâm cùng bảo vệ, làm chính mình trao đổi đường ra. Lại có thể kẹt ở vực sâu đám ma vật điểm giới hạn, không đến mức lập tức muốn liều lĩnh giết chính mình cuối cùng cấp S dị năng ti nói là truyền kỳ lực lượng, nhưng mỗi năm thức tỉnh nghi thức bên trên, toàn bộ nhân loại hơn trăm tỷ thậm chí càng nhiều nhân khẩu. Vẫn là sẽ ra như thế mấy tên cấp S, theo ma vật này môn thái độ liền sẽ không như thế dứt khoát. Gặp được liền giết, không gặp được, cũng sẽ không quá để ý. Bởi vì tại mỗi đại thần lời nói ma vật lãnh địa bên trong, cũng có một chút không thua tại nhân loại cấp S dị năng kinh khủng tồn tại có thể ẩn tàng, hệ thống lạnh như băng âm thanh truyền đến. Nghe vậy, tô mặc nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lo lắng cũng tiêu tán. Vương Chu thấy thế, còn tưởng rằng là tô mặc khẩn trương quá mức, khó được nhắc nhở. Tô mặc ngươi là mấy năm gần đây xuất sắc nhất gia đình bình thường học sinh, ngươi có thể kiêu ngạo một ít, dù cho thức tỉnh kết quả không sánh được lớn bọn hắn, cũng hẳn là sẽ không kém có thể nới lỏng một ít tâm thái vị này thầy chủ nhiệm tại chính mình hai vị học sinh chia nhau thức tỉnh ra cấp D nguyên tố loại cùng cấp C hóa thú dị năng phía sau rõ ràng trí khí quản rộng chút ít có lẽ hẳn là cảm thấy không ai có thể hơn được chính mình học sinh a à? nếu không lấy hắn ngày thường bộ kia coi thường các lớp khác học sinh thái độ căn bản không có khả năng cùng tô mặc nói thêm mấy câu cảm ơn chủ nhiệm ta không có việc gì Thần Tình quái dị nói một tiếng cảm ơn phía sau, Tô Mặc trực tiếp đưa tay đặt ở khảo thí khí bên trên. Từ giờ trở đi, hắn muốn để những cái kia xem thường chính mình người biết. Hắn Tô Mặc cái này 18 năm cố gắng, không có uổng phí. Hắn không chỉ là tam trung thể năng đệ nhất học sinh, tại lúc sau cũng chính là thiên hải thị, thậm chí toàn bộ nhân loại văn minh. Yêu tú nhất thiên tài. Vù vù một đạo cuồn cuộn quang mang phóng lên tận trời vẻn vẹn trong nháy mắt liền siêu việt đường tử hạo cường độ ngoạ táo, quang mang này tuyệt đối so đường tử hạo quang mang còn trói mắt hơn ui 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 cái này mẹ nó sẽ không siêu việt cấp c đi ta năm ngoái đi qua cái khác đỉnh tiêm thành thị cao trung nhìn bọn hắn thức tỉnh nghi thức bất mãn các ngươi nói coi như là cấp b nguyên tố loại dị năng quang mang nhiều nhất cũng liền dạng này Tô mặc này sẽ không phải là muốn thức tỉnh cấp b dị năng a ông trời ơi vị này bình dân học sinh chẳng lẽ muốn tạo ra kỳ tích a nhìn xem trong nháy mắt đó bộc phát ra quang mang tất cả người vây xem còn có toàn thể thầy trò đều ngây dại sửng sốt nhìn xem thức tỉnh đại điện bên trên đạo kia thon dài thân ảnh cấp b tuy nói tại đỉnh tiêm đại thành thị cũng không ít nhưng tại thiên hải thị đã coi như là truyền kỳ dị năng a mấy trăm năm cũng chưa từng đi ra một tên cấp b dị năng giả thiên hải thị chẳng lẽ hôm nay liền muốn sinh ra tất cả mọi người ngừng thở không chớp mắt nhìn về phía khảo thí khí nhưng vào đúng lúc này vù 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 đạo kia để tất cả mọi người cho là sắp tiên bố cấp b đánh giá quang mang dĩ nhiên lần nữa phát ra từng trận ong ong âm thanh trắng tinh hào quang trói mắt đột nhiên lại từ từ tăng vọt vọt thẳng phá thức tỉnh đại điện điện đường trăm mét ngàn mét vạn mét cho đến cắt ra mây xanh cái này một dị tượng kinh hãi đến tất cả thiên hải thị dân chúng nhộn nhịp ngạc nhiên nhìn về phía chân trời nhìn về phía đạo kia trắng tinh cuồn cuộn quang trụ trời à đây là cái gì a à? chẳng lẽ là ma vật giết vào nhân loại chúng ta cộng đồng chờ một chút bên kia là tam trung phương hướng mà loại này quang mang trắng tinh hình như là thức tỉnh khảo thí thời gian dị năng cường độ biểu hiện ngươi là muốn nói cái này trông không đến cuối quang mang là thức tỉnh khảo thí làm ra mở cái gì mấy a nói đùa tam trung thức tỉnh đại điện trước bao gồm hiệu trưởng hoàng trọng quang tại bên trong tất cả mọi người trợn to mắt há to miệng ngây ngốc nhìn xem đạo này thông thiên quang trụ thẳng đến khảo thí khí âm thanh truyền đến, lớp hai tô mặc cấp S đặc thù loại dị năng, hiệu quả không biết yên tĩnh. Theo quang mang dần dần tán đi, hiện trường lại yên tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hoàng Trọng quang lúc này đã theo hiệu trưởng của hắn ghế đứng lên, một mặt mờ mịt. S cấp S, hắn không có nghe lầm chứ? Chính mình tam trung, dĩ nhiên thức tỉnh ra cấp S3 vị này hoàng kim nhất tinh cường đại thức tỉnh giả tựa như giống như nằm mơ, ngay tại chỗ cho mình một bàn tay. Đau đớn đánh tới, trước mắt vị thiếu niên kia y nguyên đứng ở thức tỉnh đại điện bên trên, mà khảo thí khí bên trên, y nguyên hiện lên cấp S ghi chép. Thật, thật là cấp S, ta Tà tam trung dĩ nhiên thật ra cấp S, ha ha ha, hoàng trọng quang tiếng cười vang dội truyền ra, hiện trường mọi người cũng đều lấy lại tinh thần. Tiếp đó đều dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía khảo thí khí bên trên mấy cái kia kim quang lập lòe chữ lớn. Cấp S đặc thù loại dị năng. T, hít một hơi khí lạnh, tiếng hít thở thay nhau nổi lên. Tô Mặc thức tỉnh cấp S dị năng, lại vẫn là so nguyên tố loại thần bí đặc thù loại dị năng. Yêu Nghiệt a, giờ khắc này, trong đầu của tất cả mọi người, đối đạo kia thon dài thân ảnh đánh giá chỉ còn dư lại cái này cũng chỉ có thức tỉnh ra cấp s dị năng người mới có thể xứng với cái chức vị này hắn cấp s lớp một vị trí đường tử hạo tuấn giật trên mặt giờ phút này hiện đầy chấn động cùng khó có thể tin kém như vậy cách tương phản để hắn căn bản là không có cách tiếp nhận nắm tay nhau quá chặt chẽ trong lòng tràn ngập tuyệt vọng giống nhau phía trước khảo sát thể năng thời gian cái chủng loại kia không cam lòng cùng tuyệt vọng mà Lâm Đình, khuôn mặt sớm đã hoàn toàn trắng bệch, thân thể run, răng cắn đến khanh khách rung động. Cùng chi tướng phản, thì là Trần Đại Vinh, gia hỏa này giờ phút này hưng phấn đến trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên. Tựa như một cái hầu từ khoa tay múa chân lấy, trọn vẹn quên đi chính mình phía trước ao phân bướm lặn flex PS. Ngân phiếu đạt tới nhất định ngạch số tác giả sẽ tăng thêm A, cảm ơn A, hắc hắc chuyện hot tháng 9 chư thiên thức tỉnh, bắt đầu mở khóa dâu trắng mô bản tiểu nhân vật dã hữu mộng cái thế giới này, quá mẹ nó chân thật. Nghe chọn bộ tại mê com S, cấp S ta có phải hay không hoa mắt không? Người không có hoa mắt, khảo thí khí cũng không có phạm sai lầm, thật là cấp S. Tư chất như vậy, ngũ đại đỉnh tiêm học phủ tuyệt đối đã nhận được tin tức, không chừng chẳng mấy chốc sẽ chạy đến thiên hải thị muốn đoạt lấy người đây thèm muốn a, à. không nghĩ tới chúng ta Thiên Hải thị, dĩ nhiên cũng biết xuất hiện cấp S đại lão, sinh thời có thể nhìn thấy cấp S đại lão sinh ra, lão tử chết cũng không tiếc. Hắn dĩ nhiên thật sáng tạo ra kỳ tích cái này tại chúng ta Thiên Hải thị không thể nói sau này không còn ai, nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có a. À đài quan sát bên trên không ít thiên hải thị truyền thông quan hệ xã hội giờ phút này sắc mặt thay đổi hoàn toàn một bộ dáng trong miệng tất cả đều là ca ngợi âm thanh cùng phía trước coi thường tô mặc thái độ quả thực là một cái là trời một cái là đất biến hóa chỉ có thể nói quá mẹ nó chân thật phốc đông phốc đông phốc đông hiệu trưởng sofa bên trên hoàng trọng quang hồng quang đầy mặt trái tim phù phù trực nhảy chỉ thấy hắn nhảy mấy cái liền tới đến tô mặc bên cạnh trong mắt sáng lên đánh giá thiếu niên ở trước mắt mặt mo lần nữa nhếch mép cười to ha 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 tuổi trẻ tài cao a hiệu trưởng tô mặc bị cái này ánh mắt nóng bỏng dán mắt đến có chút run dày nhưng vẫn là lễ phép gật đầu tam trung bên trong, Hoàng Trọng Quang xem như hắn nhất tôn trọng người một trong. Ngày thường dù cho một ít lão sư xem thường hắn cái này bình dân cái gì, nhưng Hoàng Trọng Quang tuyệt đối sẽ không. Thậm chí hắn còn vì bình dân học sinh mở ra đủ loại chân quý tập luyện dụng cụ, công bằng công chính, xem như khó được tốt hiệu trưởng. Hơn nữa, Hoàng Trọng Quang vẫn là một tên hoàng kim nhất tinh thức tỉnh già. PS, thế giới này thức tỉnh già đẳng cấp hắc thiết, bạch ngân, hoàng kim, kim cương, siêu phàm, phong vương. Mỗi cảnh phân vừa tới cửu tinh, cái này ở trong thiên hải thị, đều xem như cao cấp nhất đám người kia. Nguyên cớ không chỉ là đối nhân phẩm của Hoàng Trọng Quang, vẫn là từ đối với cường già tôn trọng. Tô mặc dù cho thức tỉnh cấp S dị năng, nên có lễ nghi, vẫn không thể ít. Tô Mặc Đồng học, có thể hay không để ta nhìn ngươi dị năng là thế nào, giờ phút này, trong mắt Hoàng Trọng quang tràn đầy xúc động cùng hiếu kỳ. Cấp S đặc thù loại không biết dị năng a. Hắn nếu là có thể xem như cái này dị năng nhóm thứ nhất người chứng kiến, đây tuyệt đối là thiên đại vinh hạnh. Có thể, Tô Mặc cười khẽ gật đầu. Nói thật, hắn giờ phút này cảm thụ được thể nội cỗ kia thần bí tột cùng ác ma chi lực cũng đồng dạng hiếu kỳ vô cùng sau khi hít sâu một hơi tô mặc lập tức nắm chặt nắm tay liền nhìn thấy vù vù kèm theo một đạo ong ong âm thanh lên một đoàn màu trắng quầng sáng nổi lên bọc lại nắm đấm của hắn hoàng trọng quang ngừng thở tại bên cạnh kích động nhìn xem bốn phía vòng khán giả bao gồm toàn thể thầy trò đồng dạng yên tĩnh trở lại nhìn xem trong tay tô mặc đoàn kia quầng sáng âm thầm lấy làm kỳ lạ ầm không có ở do dự, Tô Mặc trực tiếp hướng phía trước phương hư không oanh kích mà ra. Răng rắc tương đương tựa như miếng thủy tinh nứt, quỷ dị âm thanh truyền ra. Tiếp đó, tại tất cả mọi người kinh hãi nhìn kỹ, từng đạo mảnh khảnh vết nứt lại theo Tô Mặc nắm tay lan tràn ra. Vết nứt trong phút chốc hiện đầy phía trước đường kính 5 mét hư không, phảng phất không gian đều bị đánh nát đồng dạng, kinh cây tột cùng. Ngọa Tào, đây là cái gì dị năng? một quyền đánh nát hư không a à, lấy nhục thân lực lượng nổ nát hư không cái này mẹ nó siêu phàm đại năng tới đều không nhất định có thể làm đạt được a à, không đúng không gian cũng không có vỡ vụn thế nhưng từng vết nứt đến cùng là chuyện gì xảy ra trách quá quái lạ đặc thù loại liền là đặc thù loại chỉ là nhìn một chút ta cũng cảm giác tê cả ra đầu nếu như bị một quyền kia đánh chúng sẽ như thế nào Đài quan sát bởi vì cách đến xa xôi, bởi vậy phần lớn người đều chỉ có thể nhìn thấy phía trước Tô Mặc dị tượng. Có thể coi là như vậy, như vậy kinh cây thị giác hiệu quả, để trái tim tất cả mọi người đều phanh phanh trực nhảy, bị hù dọa đến lên tiếng kinh hô. Đây là, cùng Tô Mặc gần nhất Hoàng Trọng Quang cùng Vương Chu thì là mặt mo bỗng nhiên biến sắc cảm nhận được cỗ kia để người run dày lực phá hoại phía sau hai người trực tiếp theo bản năng lui về phía sau mấy bước thậm chí còn tại bên ngoài thân sinh thành một tầng hoàng kim thức tỉnh giả mới có thể ngưng tụ linh năng bảo hộ nhưng mà cỗ kia lực lượng quỷ dị cũng không có tác động đến đến hai người theo tô mặc thu về nắm tay phía trước hư không bình tĩnh lại đây chính là dâu trắng ác ma chi lực a dẫn phát không chấn rõ ràng không có gặp phải phản phệ hệ thống quả nhiên như bước lúc đầu hắn đều muốn làm tốt phản phệ chuẩn bị nhưng thẳng đến hắn thu về nắm tay lại không có cảm thấy một điểm khó chịu không hề nghi ngờ đây tuyệt đối cũng là hệ thống công lao tiêu trừ hết thầy tác dụng phụ chỉ có thể nói thoải mái a à, tô mặc đồng học ngươi cái này dị năng chẳng lẽ là xuất hiện lực chấn động hoàng trọng quang triệt tiêu linh năng bảo hộ mặt mo có chút không nhịn được hỏi vừa mới hắn cùng vương chu hai vị tam trung người mạnh nhất lại bị một cái vừa mới thức tỉnh ra dị năng học sinh dọa sợ hơn nữa còn là tại toàn thể thầy trò cùng truyền thông ngắm nhìn dưới tình huống quả thật có chút mất mặt bất quá cái này cũng không thể trách bọn hắn ai kêu vừa mới tô mặc làm ra uy thế quá mức khủng bố hoàng trọng quang dám cam đoan nếu là vừa mới một quyền kia đánh chúng thực thể hoàng kim thức tỉnh giả trở xuống bạch ngân thức tỉnh giả không làm chuẩn bị nhất định trọng thương hắc thiết thức tỉnh giả trực tiếp mất mạng không sai mặc kệ ngươi phòng ngự không phòng bị có phải hay không cửu tinh trực tiếp mất mạng uy lực này tuyệt đối so nguyên tố loại khủng bố nhiều dù cho là lôi hệ dị năng lực phá hoại chỉ sợ cũng khó mà sánh vai cấp s đặc thù dị năng quả nhiên khủng bố như vậy a à, không kém bao nhiêu đâu đối mặt hoàng trọng quang nghi vấn tô mặc cười nhẹ trả lời ta đem cái này dị năng xưng là ác ma chấn lực gura gura nomi ác ma chi lực xưng là ác ma chấn lực có lẽ hợp tình hợp lý a à? Cái thế giới này, mỗi người dị năng đều muốn lập hồ sơ, sớm đặt tên cũng vừa hay tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Cấp S đặc thù loại dị năng, ác ma chấn lực a. Hoàng Trọng Quang trước mắt sáng choang, trực tiếp nắm lấy Tô Mặc tay kích động nói. Tô Mặc đồng học vừa mới ta đã thông tri Ngũ Đại Đỉnh Tiêm Học phủ người, ngày mai bọn hắn lần này đặc biệt tuyển lão sư liền sẽ chạy đến ba chúng ta bên trong, đến lúc đó người sẽ hưởng thụ được cấp cao nhất chiêu sinh đãi ngộ, tiến vào nhân loại giáo dục nhất toàn bộ hoàn mỹ nhất học phù tu luyện, vậy liền đa tạ hiệu trưởng, tô mặc cười lấy trả lời. Quả nhiên, chỉ cần thể hiện ra thiên tư, đến tiếp sau đường ra, liền sẽ có người an bài cho hắn tốt. Ngũ đại đỉnh tiêm học phủ Thượng Hải Đại học, Đế Kinh Đại học, Võ Lân Đại học, Giang Nam Đại học, Trung Châu Đại học cái này năm sở học phủ tại siêu phàm thời đại phía trước liền là thế giới đỉnh tiêm đại học đến hiện nay đi qua siêu phàm thời đại tẩy lễ cái kia càng là trở thành nhân loại giáo dục thánh địa dị năng mỗi cái loại khác đều có đại năng phân tích giảng giải trợ giúp học sinh càng nhanh khống chế dị năng trở thành cường giả tại không có thu được hệ thống phía trước tô mặc nằm mộng cũng muốn bước vào cái này năm trường đại học tựa như kiếp trước vô số thí sinh muốn tiến vào rõ ràng bắc đồng dạng khát vọng hiện tại tại thu được cấp s dị năng phía sau thì là cái này nam trường đại học tự mình đến đặc biệt tuyển chính mình a à, nằm mơ đều không như vậy thoải mái a à, quả thực quá mẹ nó chân thật không cần cảm tạ không cần cảm tạ đây là ta phải làm, tới tới tới, tới mặt ngồi, xem như chúng ta Tam trung vị thứ nhất thức tỉnh cấp S dị năng học sinh, Tam trung lấy ngươi làm vinh, đồng thời phần thưởng của ngươi cũng sẽ không ít. Hiệu trưởng ta tự mình vì ngươi cấp cho, trong chốc lát Tô Mặc liền bị hoàng trọng quang đích thân mời tới hiệu trưởng sofa. Bộ dáng kia, không hiểu còn tưởng rằng Tô Mặc mới là Tam trung hiệu trưởng đây bị hoàng trọng quang vây quanh tô mặc đột nhiên quay đầu nhìn về phía lớp hai vị trí chân thành tha thiết cười nói đại vinh cố lên ha 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 huynh đệ chờ ta một bên khác lâm đình cùng đường tử hạo còn có triệu hồng nhìn thấy một màn này sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch đầy mắt cay đắng cùng tuyệt vọng ba người bọn họ là bị tô mặc coi thường rồi sao cũng đúng tô mặc sợ là từ đầu đến cuối đều không có đem nhóm người mình xem như đối thủ a à hiện tại thức tỉnh cấp s dị năng hai bên thân phận trực tiếp điều chuyển càng không phải người của một thế giới cảm giác này cùng tranh lệch rất thống khổ đặc biệt là lâm đình đều hận không thể hiện tại liền tìm một cái hố chui vào để cấp s dị năng giả làm da bọc của mình sợ là nàng cả gia tộc cho tô mặc sách dày cũng không xứng aps cầu ngân phiếu ủng hộ còn có đổi mới chuyện hot tháng 9, trừ thiên thức tỉnh bắt đầu mở khóa dâu trắng mô bản tiểu nhân vật giã hữu mộng một hai bên trong người tới lâu đại thiếu nổi giận nghe chọn bộ tại mê truyện audio com thức tỉnh đại điện bên trên khảo thí lại bắt đầu lại từ đầu lớp hai học sinh tiếp tục lên đài nhưng đối với trải qua cấp s trùng kích khán giả cùng truyền thông mà nói đã có chút tẻ nhạt vô vị trừ phi lại ra một tên cấp s dị năng nhưng vậy hiển nhiên là không có khả năng lắm hiệu trưởng sofa bên trên tô mặc đồng học đi qua suy nghĩ ta đem thay thế trường học cho ngươi cấp cho một triệu học bổng hoàng trọng quang giờ phút này trong mắt chỉ có tô mặc nói xong lại tiếp tục cười nói đồng thời ngài sẽ thành chúng ta tam trung vinh dự đạo sư vinh dự đạo sư tô mặc hơi sững sờ một triệu đã là rất cao một bút ban thưởng không nghĩ tới lại còn có thể thu được đến cái vinh dự đạo sư tôn sưng phải biết, vinh dự đạo sư thế nhưng là có thể cùng hiệu trưởng ngang nhau địa vị tồn tại, thậm chí tại một cái mức độ bên trên, so hiệu trưởng còn trọng yếu hơn. Bởi vì đây là một trường học kiểu mẫu nhân vật, chính là cái trường học này mặt mũi chỗ tồn tại. Hơn nữa còn không cần quá nhiều phụ trách trong trường học việc vặt vãnh, liền được hưởng trường này tất cả quyền quản lý. So cái kia 100 vạn đáng tiền nhiều kỳ thực xưng hô này đối tô mặc tới nói là có cũng được không có cũng được cuối cùng hắn sớm muộn là muốn rời khỏi thiên hải thị nhưng hoàng trọng quang đều đã khách khí như vậy nhiệt tình một cái trên danh nghĩa chức vụ mà thôi tiếp cũng liền tiếp a à, cũng coi là hắn tô mặc đối cái này trường học cũ một điểm nhớ mong gặp tô mặc đáp ứng trở thành tam trung vinh dự đạo sư hoàng trọng quang cái kia xúc động a à, lập tức hắn lại vụng trộm từ phía sau lấy ra một cái kim loại hộp những vật này tuy là không tính rất đáng tiền, nhưng đối sơ bộ thức tỉnh dị năng thức tỉnh giả có lẽ rất hữu dụng. Bởi vì hiệu trưởng sofa bên trên là có vòng bảo hộ ngăn trở cái tiểu động tác này, bên ngoài người cũng không có thấy. Thật sâu nhìn một chút hoàng trọng quang, Tô mặc tiếp lấy cái này kim loại hộp. Hắn tự nhiên nhìn ra được vị hiệu trưởng này là tại đối với mình lấy lòng. Tô mặc đối cái này cũng không ghét, cuối cùng hiện giai đoạn, hắn chính xác cần một ít ban đầu đồ vật mới có thể càng nhanh mạnh lên. Lại hoàng trọng quang đối nhân xử thế cũng coi như không tệ, xem như cái thứ nhất nịnh nọt chính mình người, tiếp nhận hắn một thoáng lại như thế nào. Hồ tương đương hoàng trọng quang gặp tô mặc nhận lấy, cả người đều nhẹ nhàng thở ra. Cấp S đặc thù dị năng A, tiến vào ngũ đại đỉnh tiêm học phủ chính là chuyện chắc như đinh đóng cột đến lúc đó một khi thuận lợi tốt nghiệp tối thiểu nhất cũng là kim cương cảnh cường già. Nếu là ở bên ngoài trinh chiến thuận lợi, cái kia bằng vào cấp S thiên phú. Trở thành siêu phàm thức tỉnh giả, thậm chí là phong vương cường giả cũng không phải là không thể. Trong hộp dự trữ nhưng thật ra là hắn hoàng trọng quang nửa đời người tích xúc nhưng chút đại giới ấy cùng nịnh bợ một tôn tương lai đại lão so ra. Lại coi là cái gì? hiện tại không nịnh bợ còn muốn trở lấy người khác trở thành thành tôn lại nịnh bợ a à, muốn dám ăn đây huống hồ chính mình cũng không cần tô mặc trợ giúp nhiều ít chỉ cần cái sau tại tương lai có thành tựu thời điểm tùy tiện điểm một điểm hắn hoàng trọng quang danh tự là được rồi nghĩ như vậy trên mặt hoàng trọng quang nụ cười là hoàn toàn cũng thu lại không được Tô mặc đồng học, ngươi chắc mệt rồi, có muốn hay không ta đưa ngươi đi về nghỉ, các loại ngũ đại học phủ người tới, ta thông báo tiếp ngươi. Không có việc gì, nhìn xong thức tỉnh nghi thức lại trở về cũng được, tô mặc đồng dạng vẻ mặt tươi cười, thu một triệu còn có một cái rõ ràng có hàng hộp tự nhiên cao hứng. Cùng Hoàng Trọng Quang lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu phía sau, hắn liền phân ra tâm thần, quan sát hệ thống đi, ký chủ. Tô mặc tu vi. Hắc thiết cảnh nhất tinh dị năng, chấn chấn chi lực S+ cộng tam sắc haki S võ kỹ. Không điểm năng lượng, 11 nhân vật mô bản, Sword Newgate nhân vật tường tình cùng mở khóa mức độ nhưng mở ra mô bản danh sách hiểu rõ. Tu vi bên trên, hắn đã theo không biến thành hắc thiết nhất tinh. Thể nội chính giữa lưu chuyển lên từng sợi linh năng, chính là đi vào thức tỉnh giả biểu tượng. Tô Mặc vừa mới cũng đã hỏi hệ thống một vấn đề, nói thí dụ như cái thế giới này linh năng hệ thống cùng gura gura nomi móc nối a ký chủ làm gura gura nomi chuyển hóa làm dị năng một khắc này linh năng liền đã xem như thôi động ác ma chi lực năng lượng một trong cùng thể năng cùng nhau hai bút cùng vẽ thúc giục Gura Gura no Mi năng lực nguyên cớ thực lực của ngươi mới sẽ viễn siêu cùng dai nhiều gấp mấy lần, đạt được hệ thống trả lời, tô mặc còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói, hệ thống như bước, Âm thầm cảm khái, tô mặc lại mở ra nhân vật mô bản, cặn kẽ nhìn lại, nhân vật mô bản. Edward Newgate chấn chấn chi lực mở khóa mức độ 5%, Haki Haosoku mở khóa mức độ 5%, Haki Busosoku sơ cấp mở khóa mức độ 10%, Haki Kenbunsoku sơ cấp mở khóa mức độ 10%, thể thuật mở khóa mức độ 10%, quan đao thuật mở khóa mức độ 10%, ghi chú mở khóa nhân vật năng lực loại trừ muốn thường xuyên tập luyện bên ngoài còn có thể thông qua đánh giết ma vật thu hoạch điểm năng lượng tới tăng nhanh mở khóa tiến độ cũng có thể thông qua hoàn thành ngẫu nhiên phát ra nhiệm vụ thu được mở khóa điểm kinh nghiệm tới mở khóa khi thấy đằng sau cái kia một cái ghi chú thời điểm trong lòng tô mặc nhạc nở hoa rồi vốn cho rằng nhất thiết phải muốn thông qua cố gắng của mình từng bước một hoàn thành mở khóa không nghĩ tới còn có đường tát cái này tốt, sau đó khẳng định còn muốn rút ra nhân vật mô bản. Nếu là muốn chậm rãi mở khóa, cái kia theo từng cái nhân vật mô bản đi ra, sợ là cực kỳ khó bận tâm tất cả A, à, chỉ khi nào có cái này phúc lợi lại khác biệt. Chỉ cần điểm năng lượng đầy đủ, hắn liền có thể trăm phần trăm hoàn mỹ mở khóa tất cả nhân vật mô bản. Mà điểm năng lượng, cái này còn không đơn giản, loại trừ linh năng thạch bên ngoài, chẳng phải là đánh giết ma vật A. À cái thế giới này cái gì nhiều nhất, loại trừ ma vật, vẫn là ma vật tô mà căn bản là không lo không thể nguyên điểm. Thỏa mãn gật đầu một cái, tô mặc thu về tâm thần, lần nữa nhìn về phía phía dưới thức tỉnh đại điện. Nhưng vậy xem xét, liền là sững sờ. Bởi vì lúc này, thức tỉnh khảo thí dĩ nhiên lại dừng lại. Hơn nữa trước mắt một màn thế nào quỷ dị như vậy, trung tâm sáu cái lớp vị trí đã thanh toán chống chảy trên vị trí hai tên học sinh ngay tại rằng co lấy dĩ nhiên là tại chiến đấu trong đó một phương vẫn là hảo huynh đệ của hắn Trần Đại Vinh tô mặc một mặt mộng bước Trần Đại Vinh khảo nghiệm qua phía sau hắn liền lại không quan tâm kỹ càng phía dưới tình huống toàn tâm đầu nhập hệ thống dưới tình huống tương đương với nhắm mắt nghỉ ngơi hiện trường tình huống như thế nào hắn chính xác không biết một bên Hoàng Trọng Quang, từ lâu không thấy bóng dáng, lại cũng ở phía dưới quan sát chiến đấu. Đi xuống đài hiệu trưởng, Tô mặc nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Hoàng Trọng Quang, nghi ngờ nói. Hiệu trưởng, đây là có chuyện gì, Tô mặc đồng học, ngươi cuối cùng lấy lại tinh thần. Hoàng Trọng Quang giờ phút này mặt mò rất tối, nhưng nhìn thấy Tô mặc phía sau, lập tức như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng nhẹ nhàng thở ra. Thông qua vị này lão hiệu trưởng ngắn gọn kể rõ, Tô Mặc mới biết được tại mình cùng hệ thống trao đổi khoảng thời gian này. Một hai bên trong người dĩ nhiên đi tới bọn hắn tam trung, hướng lấy hắn thức tỉnh cấp S dị năng tin tức mà đến. Thứ nhất, liền là âm dương quái khí, từng cái tựa như tranh tinh đồng dạng yêu cầu Tô Mặc đi ra bày ra bên dưới nhưng Hoàng Trọng Quang tự nhiên từ chối không tiếp, nho nhỏ một hai bên trong, bình thường ngang tàng tự mãn còn chưa tính. Bây giờ lại còn dám muốn hắn tam trung vinh dự đạo sư biểu diễn. Ăn si đi đi, thế là tiếp xuống tất nhiên liền tránh không được một phen miệng lưỡi tranh giành. Không phải sao, Trần Đại Vinh nhìn không quen nhà mình huynh đệ bị người kỳ dị, lại thêm vừa mới thức tỉnh cấp xê dị năng hắn. Trực tiếp yêu cầu hiện trường PK thay tô mặc đánh phục những cái được gọi là một hai bên trong thiên tài. Sau khi hiểu rõ tình huống, tô mặc lộ ra nụ cười cổ quái, chính mình vị này hảo huynh đệ đây là bành trướng A. Bất quá dù sao cũng là vì chính mình mà ra tức giận, vậy liền nhìn một chút A, thực tế chịu không được, còn có hắn tô mặc, không hoảng hốt. Một hai bên trong, thiên hải thị bàng quan hai chỗ cao trung, cấp C nguyên tố loại dị năng thiên tài, đều là rác rưởi chờ sau đó nếu là dám không cho ta huynh đệ lâu đại thiếu mặt mũi, liền toàn diện cho ta bò. PS, còn có một chương. Chuyện hot tháng 9, trừ thiên thức tỉnh, bắt đầu mở khóa dâu trắng mô bản tiểu nhân vật dã hữu mộng hao Soku cool sơ so hiển uy. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Chống chảy trên sân bãi, Trần Đại Vinh cực độ khó chịu nhìn xem đối diện tên kia một mặt phách lối thiếu niên. Đặc biệt, chỉ là cấp C dị năng, cũng liền cùng chính mình đồng dạng, cũng dám khiêu khích hắn huynh đệ. Cái này nhị trung tạp mau, quả nhiên là vô pháp vô thiên. Mắng thầm, Trần Đại Vinh thân thể tầng ngoài bắt đầu hiện lên từng tầng từng tầng dày nặng kim loại cảm nhận. Cấp C cường hóa loại dị năng, kim loại hóa. Đây chính là hắn vừa mới tại thức tỉnh đại điện bên trên thức tỉnh lấy được dị năng có thể nói là vượt xa bình thường phát huy, so ba mẹ hắn còn xuất sắc. Cái này dị năng, có thể để Trần Đại Vinh thân thể kim loại hóa, phòng ngự nháy mắt gấp bội tăng lên, lực lượng cũng biết theo phòng ngự mà nâng cao. Nhưng đối lập, tốc độ liền sẽ có chỗ hạ xuống. Trừ phi chọn vẹn nắm trong tay dị năng, nếu không cái này khuyết điểm duy nhất khó mà bù đáp kỳ thực cái này không chỉ là trần đại vinh kim loại hóa khuyết điểm vẫn là tất cả cường hóa hình thể loại dị năng khuyết điểm có được tất có mất bảo toàn định lý đây cũng là chuyện không có cách nào khác tất nhiên loại này dị năng nếu là thời cơ đem khống chế đến tốt cũng là rất lợi hại hễ có thể đánh chúng địch nhân đem hiệu quả nổi bật không nghĩ tới ngươi cũng là cấp C dị năng, chẳng trách dám thay cái kia tô mặc nói chuyện, đối diện, thiếu niên một mặt muốn ăn đòn cười lấy. Nhưng cực kỳ đáng tiếc ngươi gặp được ta, cùng là cấp C dị năng, ngươi nhất định bị ta áp chế. Nói xong, thiếu niên trực tiếp bạo sông tới ra ngoài, tốc độ nhanh chóng, tổng cộng đến 5 giây trăm mét mức độ. Thiếu niên này tên gọi Chu Kỳ, chính là nhị trung lần này thức tỉnh cấp C dị năng thiên tài một trong thức tỉnh dị năng đồng dạng là cấp c cường hóa loại nhưng là cường hóa phương diện tốc độ chính xác cực kỳ kiềm chế Trần Đại Vinh trong chớp mắt Chu Kỳ đã là gần sát Trần Đại Vinh mà Trần Đại Vinh thì là hừ lạnh một tiếng huy quyền oanh ra ầm quyền phong gào thét kinh khí bay ngang đánh không chúng chỉ có lực lượng lại có có ích lợi gì ai biết chu kỳ chỉ là cười lạnh một tiếng thân thể lại lao vụt một cái trong đó xoay chuyển tránh thoát trần đại vinh cái này vừa nhanh vừa mạnh một quyền tiếp đó chân phải thúc giục thưa thớt linh năng quất vào cái sau phần eo ầm bị hung hăng một cái thối tiên rút chúng trần đại vinh bị đau thân thể trực tiếp mất đi cân bằng sườn bay mà ra nhưng cũng còn tốt kim loại hóa đã miễn cưỡng bọc lại thân thể cũng vẻn vẹn chỉ là bị đau mà thôi cũng không có bị đạp gãy giúp cốt hô lần nữa đứng vững trần đại vinh thở sâu khẩu khí ánh mắt từng bước lăng lệ hắn hai chân nhanh chân bày ra lại ghim lên trung bình tấn thân trên thuật khóa thời điểm lão sư nói qua đối mặt so chính mình tốc độ nhanh địch nhân đương thời bàn nhất định phải ổn không thể bị đối phương cướp đi thế công, muốn vững vàng tìm cơ hội. Giờ phút này, hắn nhất thiết phải muốn ổn định lại tâm thần, chú ý đối phương xuất thủ quỹ tích. Nhưng mà để ý là như vậy cái để ý, tại đối mặt lần đầu tiên dị năng chiến đấu thời gian, hắn vẫn là không cách nào chọn vẹn thực tiễn ra hiệu quả. Không phải sao, hắn lần nữa bị chu kỳ gần sát thân thể, liên tục hai quyền thêm quét chân thất bại phía sau, lại bị đối phương đánh trúng vào bộ ngực khụ khụ mãnh liệt cảm giác đau đớn để trần đại vinh ho nhẹ lên tiếng một kích thành công phía sau chu kỳ cũng là đột nhiên dừng lại hai tay khoanh ôm ở ngực trêu đùa to con tam trung liền cái này bộ dáng này có thể nói là không có chút nào đem trần đại vinh để vào mắt a à, ha ha tam trung liền trình độ này a à, phế quá phế sợ là đều không cần tuần học trưởng xuất thủ, ta đều có thể đánh ngã cái này to con đây, ha ha ha. Bên sân, tất cả đi cùng mà đến một hai học sinh trung học thì là nhộn nhịp thổi lên huyết sáo, miệng được lên. Khiến đến tam trung các lão sư sắc mặt đều có chút khó coi, các học sinh càng là nắm tay nhau gấp. Hoàng trọng quang bên cạnh, tô mặc đã nheo lại mắt, khí tức nguy hiểm tại trong khóe mắt không ngừng đảo quanh lấy không tốt thấy thế, hoàng trọng quang nhắc nhở tô mặc đồng học hiện trường nhiều như vậy truyền thông nhìn xem chúng ta cũng không thể đánh chết người a chờ sau đó nếu là xuất thủ giáo huấn một thoáng là được rồi tô mặc yên tâm đi sẽ không chết người nhiều nhất liền là nửa tan hoàng trọng quang trầm mặc chỉ có thể đồng tình nhìn về phía vị kia tên gọi chu kỳ thiếu niên lúc này tại giữa sân trần đại vinh mặt mũi tràn đầy không phục đã theo ban đầu chống đỡ không được biến thành miễn cưỡng có thể dự phán đến chu kỳ công kích có thể coi là như vậy cũng vẻn vẹn chỉ là đang bị động phòng ngự không phản ứng kịp thời gian cũng chỉ có thể chịu đón như không phải kim loại hóa hắn sợ là đều đã trọng thương tại chỗ nhưng đến hiện tại hắn linh năng cũng đã tiêu hao nhanh thấy đáy một khi kim loại hóa không cách nào duy trì hắn đem bị một kích đẩy ngã tất nhiên đối diện chu kỳ cũng không phải rất nhẹ nhàng mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu toát ra là linh năng tiêu hao quá độ thể hiện bất quá so sánh với trần đại vinh hắn rõ ràng còn có thừa lực nhường một chút nhường một chút lúc này tô mặc đẩy ra đám người tại vô số người kinh hô nhìn kỹ đi tới bên sân hắn chậm chạp hướng đi trần đại vinh khổ cực đại vinh trần đại vinh đỏ lên khuôn mặt ta còn có thể chiến, ta đã sờ đến tên kia môn đạo, tuyệt đối có thể một kích đánh bại hắn, đáng giận. Còn định cho huynh đệ bất bình đây, kết quả lại bị người trêu đùa như khỉ, quá mẹ nó mất mặt. Vỗ bả vai của Trần Đại Vinh, tô mặc im lặng nói. Người cũng dạng này còn cậy mạnh. Xuống dưới nghỉ ngơi đi, bọn hắn vốn chính là hướng lấy ta tới không phải sao, tốt a à, vậy liền giao cho ngươi nhân vật chính, để bọn hắn nhìn một chút tô ra lợi hại. Nghe vậy, Trần Đại Vinh chỉ có thể bất đắc dĩ thu lại kim loại hóa, nhếch mép cười một tiếng phía sau, cả người cật lực đi trình diện bên cạnh. Quay đầu, Tô Mặc Ý cười biến mất, nhìn về phía Chu Kỳ. Người cực kỳ ưa thích trêu đùa người a, à, ngay tại Hiếu Kỳ đánh giá Tô Mặc Chu Kỳ nghe vậy, không phản ứng lại. Ta hỏi ngươi, ngươi cực kỳ ưa thích trêu đùa người. Lần này, Chu Kỳ nghe rõ, khóe miệng hơi nhếch cái kia to con chính mình phế vật không đụng tới ta có vù vù lời còn chưa dứt một cỗ bài sơn đảo hải khí thế nháy mắt đè ở trên người hắn hai đầu gối trực tiếp bị áp đến quỳ rạp xuống đất răng rắc rung động tô mặc một bên thi triển haki hao soku một bên mặt không thay đổi hướng đi chu kỳ Tuy nói vẻn vẹn mở khóa 5% Haosoku, nhưng phải biết đây chính là hải tặc thế giới mạnh nhất nam nhân Haosoku. Như không phải hắn thủ hạ lưu tình, Chu Kỳ cũng không phải là quỳ xuống đơn giản như vậy, mà là trực tiếp đã hôn mê. Nhưng dạng này cũng quá không ý tứ. Đi tới gần, tô mặc quan sát mà xuống, một chân đạp tại Chu Kỳ trên ngực. Tư vị như thế nào, ngươi? Ngươi làm cái gì? cảm thụ được không cách nào động đậy thân thể, còn có trên ngực cái kia vừa nhanh vừa mạnh áp lực, chu kỳ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mà bốn phía chung quanh, tất cả người vây xem đều là một mặt mộng bức cùng hoảng sợ. Tuần này hiếm thấy thế nào đột nhiên vô duyên vô cớ quỳ dạp xuống đất. Là linh năng hao hết không cách nào nhúc nhích à, tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu, nhưng như hoàng trọng quang các loại hoàng kim cảnh thức tỉnh giả, thì là như bị sét đánh sửng sốt nhìn về phía tô mạc khí thế áp chế cái này sao có thể một tên vừa mới thức tỉnh dị năng học sinh còn chưa cùng người sinh tử chém giết cũng không có cùng cái kia phô thiên cái địa ma vật huyết chiến có thể có loại này khí thế cái này không phải là bách chiến bách thắng cường giả mới có vô địch khí chàng a à? Trong lúc nhất thời, Hoàng Trọng Quang đám người nội tâm khó mà yên lặng, trăm mối vẫn không có cách giải, PS, cầu ngân phiếu, hôm nay ký kết lời nói, liền bảo đảm đổi mới. Chuyện hot tháng 9, trừ Thiên thức tỉnh, bắt đầu mở khóa dâu trắng mô bản tiểu nhân vật dã hữu mộng ngũ đại đỉnh tiêm học phủ tới. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com Tô Mặc cũng sẽ không quan tâm người vây xem giờ phút này là cái gì phản ứng, hắn một mặt chán ghét quan sát Chu Kỳ. Liền như ngươi loại này phế vật còn trêu đùa người khác. Hắc hắc, cười lạnh, trên chân mãnh liệt dùng tức giận. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Chu Kỳ nơi ngực truyền đến xương cốt dạn nứt âm thanh. A a a a, từng tiếng kêu thảm theo trong miệng thiếu niên truyền ra, rất là thê thảm dẫn đội mà đến nhị trung chủ nhiệm sắc mặt nháy mắt biến đến tái nhợt nhưng mà còn chưa ở hắn xuất thủ ngăn cản tô mặc đã là một cước đá ra cút đi ầm tựa như chó chết đồng dạng chu kỳ trực tiếp bay ngược về tới một hai bên trong vị trí thu về chân trái tô mặc ánh mắt sắc bén nhìn về phía một hai bên trong người còn có ai không phục đứng ra ánh mắt bén nhọn thủ đoạn tàn nhẫn trong lúc nhất thời để một hai bên trong người đều sững sờ tại đương trường không dám đối đầu tô mặc tầm mát bọn hắn sợ liền tam trung học sinh cùng giáo viên môn nhìn thấy lúc này có chút tàn nhẫn tô mặc cũng đều là run lên trong lòng ngày thường tô mặc cho người hình tượng liền là cắm đầu khổ luyện chuyên tâm thiếu niên nhưng bây giờ lại cho người ta một loại hung lệ cảm giác tựa như một cái vừa mới ra khỏi vỏ dao nhọn lạnh đến có chút lạ lẫm nhìn xem không có chút nào động tác một hai bên trong tô mặc lắc đầu không có người a à, không có người vậy liền cút đi dứt lời hiện trường tam trung tất cả học sinh nhộn nhịp ồn áo. ha 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 mặc ca uy vũ một hai bên trong các thiên tài nha tương đương không được liền xéo đi nhanh lên a đừng ở cái này mất mặt xấu hổ vừa mới không phải cực kỳ phách lối a huyết sáo a các huynh đệ comeon chúng ta tới cái cửu liên tiêu được lên ha ha ta tới trước thực lực ta không được huyết sáo cái gì ta tuyệt đối đệ nhất nhân liền cái này liền cái này một hai bên trong liền cái này theo tam trung học sinh đoàn thể ồn ào, một hai bên trong sắc mặt của mọi người đều biến đến có chút xanh mét. Phong thủy luân chuyển, phía trước còn khiêu khích người khác, hiện tại liền bị người khác đánh mặt. Cảm giác này, quả thực cùng ăn si đồng dạng khó chịu. Một tên đứng ở hàng trước tuấn giật thiếu niên liền không nhịn được, con mắt hắn lạnh như băng nhìn về phía chính mình thầy chủ nhiễm. Chủ nhiệm, ta muốn đi lên thử một lần, chúng ta nhất trung sớm bọn hắn mấy ngày thức tỉnh, hôm qua ta càng là đã thông qua linh năng nguyên dịch tấn thăng đến đen thiết nhị sau cảnh giới. Lại thêm ta cấp C nguyên tố dị năng, coi như hắn là cấp S cũng không phải không cách nào chiến thắng. Thiếu niên này chính là nhất trung năm nay thiên phú kiệt xuất nhất học sinh, thức tỉnh cấp C nguyên tố loại lửa mạnh Liễu Thần như không phải tô mặc ngang trời giết ra hắn không chỉ là nhất trung thiên phú người mạnh nhất thậm chí tại mấy trăm năm đều đã không ra cấp b thiên hải thị cũng là cao cấp nhất đám người kia thế nhưng chính là bởi vì tô mặc nguyên nhân hắn hôm nay mới sẽ mang theo không cam lòng tâm tình đi cùng mà tới muốn chứng minh một phen vậy ngươi cẩn thận chút nhất trung vị chủ nhiệm này cũng đồng dạng là một tên hoàng kim cảnh thức tỉnh giả, vừa mới cũng bị tô mặc hao sô cho chấn động đến. Nhưng trở ngại nhất trung mặt mũi, hắn cũng chỉ có thể kiên trì để liễu thần thử nghiệm một phen. Không chừng, có lẽ, liễu thần có thể bằng vào cảnh giới yêu thế mà chiến thắng đối phương đây. Cái này không chỉ là vị chủ nhiệm này may mắn ý nghĩ, cũng đồng dạng là nhất trung tất cả học sinh ý nghĩ đạt được chính mình chủ nhiệm đồng ý liễu thần chậm chậm đi ra lãnh ngạo mở miệng nhất trung liễu lời còn chưa dứt lại bị tô mặc cắt ngang không cần nói nhảm ngươi trên trán nổi gân xanh liễu thần bị tức giận đến hít thở đều có chút lộn xộn tô mặc bộ dáng này chẳng phải là chính mình ngày bình thường tại nhất trung coi thường tất cả mọi người dáng dấp a à, đáng giận lửa mạnh theo một tiếng gầm thét, một đạo nóng rực hỏa diễm tại trong tay liễu thần nhanh chóng ngưng kết. Cũng liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, hắn mãnh liệt hướng tô mặc vội sông mà tới, trên tay kéo lấy thật dài đuôi lửa. Tại hai người không đủ 20 mét thời gian, liễu thần một tay phất lên. Liền gặp đoàn này trọn vẹn có rộng một mét độ hỏa diễm đoàn kéo lấy thật dài đuôi lửa hướng tô mặc đánh tới. Tốc độ, lại so cái kia chu kỳ còn nhanh. Hỏa diễm đoàn nhiệt độ nóng bỏng, ven đường chỗ qua, không khí đều bị đốt đến có một chút vặn vẹo. Trong chớp mắt không đến, liền đã đi tới trước mặt Tô Mặc. Nhưng mà cái này trong con mắt của mọi người nhất định không cách nào tránh né chí mạng công kích tại Tô Mặc nhìn tới. Quá chậm, chỉ thấy khóe miệng của hắn hơi nhếch nhẹ nhàng uốn éo phía dưới, hỏa diễm đoàn trực tiếp thất bại tại hướng về sau lưng bay vụt 3 đến 5 mét khoảng cách phía sau, ngay tại chỗ tiêu tán ra. Cái này sao có thể, liễu thần trợn to mát. Cái này đều có thể trốn đến rơi. Tại bên sân, Hoàng Trọng Quang càng là vô cùng ngạc nhiên. Sớm dự phán tránh ra. Cái này phải biết bao khoa trương ý thức chiến đấu cùng năng lực phản ứng A, vừa mới cái kia một thoáng coi như để hắn tới, nhiều nhất cũng liền là dùng linh năng bảo hộ tới cứng đỡ. Muốn chơi cực hạn khiêu chiến, rất có thể mặt chạm súng diễm. Xung quanh tất cả người vây xem, càng là lộ ra một bộ gặp quỷ biểu tình, ngây ngốc nhìn về phía tô mặc. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, nguyên tố loại công kích là khó khăn nhất tránh né. Nhưng hôm nay, tô mặc có chút lật đổ bọn hắn nhận thức, ngang nhau tu vi, thậm chí thấp hơn đối thủ tình huống bên dưới. Dĩ nhiên tránh ra như vậy mạo hiểm nguyên tố công kích. Nhiều bước người thường tự nhiên không cách nào trốn rơi, nhưng đối với có Haki Kenbun tô mặc tới nói, dễ như trở bàn tay. Tại tránh thoát liễu thần công kích phía sau, hắn trực tiếp bạo hướng mà ra. Busosoku, cứng đờ, ẩn giấu ở quần dài cùng dưới giày chân phải, nháy mắt biến thành màu tím đen, lực lượng cũng theo đó bạo tăng. 10 mét khoảng cách tại lực lượng ra chỉ xuống, liền một giây đều không cần hai người rất nhanh sát mình. Tô mặc nâng cao chân phải, một cước này vừa nhanh vừa độc trực tiếp quất vào liễu thần cái kia không tránh kịp trên lồng ngực. Răng rắc tương đương lại là một đạo xương cốt dạn nứt âm thanh truyền ra, vị này nhất trung thiên tài thiếu niên ngay tại chỗ hai mắt khẽ đảo, miệng phun máu tươi. Lấy mỗi giây hơn 10 mét tốc độ bay ngược ra ngoài. ầm, soạt 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 dù cho là nhất trung chủ nhiệm tại thời khắc khẩn cấp tiếp được hắn cũng bị nguồn sức mạnh này mạnh mẽ hướng lui ba 4 mét xa thu về chân phải tô mặc lần nữa bình thản nói cút đi chúng ta không bằng tam trung nhất trung chủ nhiệm sắc mặt rất tối tại buông xuống câu này xem như cá cược lời nói phía sau ôm liễu thần quay đầu rời đi chúng ta nhị trung cũng không bằng tam trung, nói xong, nhị trung cái vị kia người dẫn đầu cũng là mặt đỏ lên, xám xịt theo sát tại nhất trung sau lưng. Lợi hại nhất liễu thần đều bị đánh đến ngất xỉu bất tỉnh, không đi, còn muốn lưu lại tới mất mặt xấu hổ A, à, ba 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 ba. Đặc sắc, một đạo tiếng vỗ tay cũng tại lúc này vang lên. Vốn muốn chúc mừng gieo hò tam trung các học sinh lập tức sững sờ, nhìn về phía tiếng vỗ tay vang lên phương hướng chỉ thấy chẳng biết lúc nào tại người xem một góc tám đạo ăn mặc tôn quý thân ảnh chậm chậm đi tới lúc này cái này tám đạo thân ảnh đều cùng nhau nhìn về phía tô mặc cầm đầu năm đạo ánh mắt của thân ảnh bên trong đều là vẻ mừng như điên theo sau lưng mặt khác ba đạo thân ảnh thì là trong mắt mang theo hiếu kỳ cùng chiến ý hoàng trọng quang cũng quay đầu nhìn hướng đám người này vừa nhìn lên đôi mắt lập tức chừng một cái hắn vội vã chạy lên trước kéo lấy tô mặc tay, đi tới cái này tám đạo trước mặt thân ảnh, cung kính cho cái sau giới thiệu nói. Tô mặc đồng học, đây là ngũ đại đỉnh tiêm học phủ đặc chiêu các lão sư. Chuyện hot tháng 9, trừ thiên thức tỉnh. Bắt đầu mở khóa dâu trắng mô bản tiểu nhân vật dã hữu mộng không theo sáo lộ ra bài yến vân tỷ tỷ ba ngàn chữ chương tiết cầu ngân phiếu. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com các vị lão sư tốt. Tô mặc phản ứng cũng nhanh, thu liễm lại bản thân phong mang phía sau, liền đối với phía trước địa vị rõ ràng tương đối cao năm bóng người chút lễ phép đầu. Tại trong cảm nhận của hắn, cái này năm bóng người khí tức uyên đình nhạc trì, hẳn là ngũ đại đỉnh tiêm học phủ đặc chiêu lão sư. Rất có thể là kim cương cảnh thức tỉnh giả không kiêu ngạo không tự ti nên cao điệu thời gian cao điệu nên thu lại thời gian thu lại rất không tệ đứng đầu một tên xinh đẹp ngự tỉ thỏa mãn nhìn xem tô mặc che miệng cười nói hắn là ta thượng hải đại học tại thứ nhất bên cạnh một tên dâu trắng tóc trắng lão giả khẽ nhíu mày yến nhà đầu hiện tại đánh nước miếng trượng không có gì dùng hết thảy muốn xem vị này tiểu hòa từ lựa chọn nói xong lão giả nhìn về phía hoàng trọng quang hoàng hiệu trưởng an bài cái địa phương a các vị mời đi theo ta hoàng trọng quang cung kính trả lời lập tức bước nhanh tại phía trước dẫn đường nội tâm thì là sợ thành chó hắn là thật không nghĩ tới cái này ngũ đại học phủ sẽ đến đến nhanh như vậy khoảng cách tô mặc thức tỉnh cấp s dị năng mới đưa gần hai cái chuông những cái này đặc chiêu lão sư là thế nào tại hai cái chuông vượt ngang như vậy khoảng cách không hẹn mà gặp đi tới thiên hải thị tất nhiên nếu là Hoàng Trọng Quang biết ngũ đại học phủ đối cấp S khát vọng mức độ đã nhanh đến không từ thủ đoạn tình trạng. Hắn cũng sẽ không như vậy chấn kinh. Thế nhân đều biết, ngũ đại đỉnh tiêm học phủ hàng năm tại chiêu sinh bên trong, đều có thể mỗi người thu được mấy tên cấp S, nhưng phải biết, đây đều là toàn bộ nhân loại sàng lọc đi ra kết quả A hơn nữa mỗi chỗ đỉnh tiêm học phủ năm nhất đại học đến sinh viên năm thứ tư gần tới hơn một vạn người cấp s gộp lại cũng mới mấy chục tên dạng này đây là mấy chục năm tích lũy điều này nói rõ cái gì đủ để chứng minh cấp s tài nguyên theo siêu phàm thời đại đến hiện nay vẫn là phượng mau lân giác tồn tại chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đối mặt bảo bối như vậy thiên tài, ngũ đại học phủ trả giá lớn hơn nữa đại giới đều nguyện ý, nguyên cớ chỉ là một điểm khoảng cách lại coi là cái gì. Phòng hiệu trưởng bên trong, thông qua trên đường nói chuyện với nhau, tô mặc cũng đối tám người có đơn giản hiểu rõ. Mọc đầy dâu ria, có chút lôi thôi triệu phong là giang nam đại học đặc chiêu lão sư. Dâu trắng tóc trắng lão giả vương đức hải là vũ lân đại học trung niên đầu đinh bộ dáng chu vũ là đế kinh đại học. Giữ lại tóc ngắn khí khái hào hùng phụ nữ ngụy phương là trung châu đại học. Trong năm người trẻ tuổi nhất xinh đẹp ngự tỷ Yến Vân thì là Thượng Hải Đại học nghe nói mới tốt nghiệp liền trở thành đặc chiêu lão sư. Về phần ba người khác, theo thứ tự là Vương Đức Hải, Ngụy Phương, Chu Vũ năm hai đại học học sinh, lần này đi theo lão sư cùng nhau đi ra đặc chiêu ngắn gọn giao lưu bên trong, Tô Mặc còn biết được cái này năm vị đặc chiêu lão sư chính xác là kim cương cảnh thức tỉnh già. Mỗi một vị đều là đủ để quét ngang thiên hải thị tồn tại. Tô Mặc tiểu tử, lần này chúng ta tới mục đích ngươi hẳn là cũng biết, đám người vào chỗ phía sau, Vương Đức Hải trước tiên mở miệng, hòa nhã nói người trước bày ra phía dưới ngươi dị năng cho chúng ta nhìn một chút, sau khi xem xong, tiếp xuống chúng ta sẽ mỗi người mở ra điều kiện, hết thảy đều do chính ngươi lựa chọn, ừm. Tô mặc gật đầu, lập tức nâng lên thiết quyền. Vù vù, màu trắng quần sáng nổi lên, bao trùm nắm tay, khí tức kinh khủng cũng theo đó lan ra. Ngũ đại kim cương thức tỉnh giả lập tức mắt lộ xúc động vẻn vẹn là cỗ khí tức này, liền đã vượt qua nguyên tố loại dị năng. Cái này cấp S dị năng, tuyệt đối là khủng bố tột cùng cường công dị năng. Bọn hắn nhìn nhau, đều theo hai bên trong đôi mắt nhìn thấy thế tại cần phải. Tô mặc không có chú ý tới năm người tiểu động tác mà là huy động nắm tay, nhẹ nhàng hướng phía trước phương oanh ra. Răng rắc tương đương tựa như tiếng thủy tinh bể truyền ra chỉ thấy từng đạo tinh tế vết nứt theo tô mặc trên nắm tay lan tràn ra, không ngừng khuếch trương đến đường kính chừng 5 mét mới dừng lại. Răng rắc răng rắc răng rắc, mà xem như nắm tay ngay phía trước không gian, mặc kệ là không khí, vẫn là ghế ngồi cái bàn cái gì. Ngay tại chỗ liền bị chấn chấn chi lực chấn đến nhão nhoẹt, không khí vặn vẹo, ghế ngồi cùng cái bàn càng bị chấn thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ. Những nơi đi qua tàn tạ khắp nơi tê tương đương. Hít một hơi khí lạnh âm thanh, theo hiện trường tám người trong miệng truyền ra, dù cho là đã gặp một lần Hoàng Trọng Quang. Cũng bị lần này lực phá hoại hù đến. Phía trước chỉ là đối không khí oanh kích, mà lần này, thì là có vật thật đối đầu so. Góc nhìn hiệu quả, quả thực bạo tác. Thu về nắm tay, tô mặc nhìn xem bị phế sạch một phần tư phòng hiệu trưởng, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Hoàng Trọng Quang ngượng ngùng hiệu trưởng lúc đầu chỉ muốn phát huy hai thành lực đạo kết quả không dừng đánh ra một nửa xin lỗi mọi người yên lặng nhìn một chút đây là người lời nói không toàn bộ phòng hiệu trưởng đều muốn bị ngươi phế đi mới mẹ nó là một nửa thiếu niên ngươi có biết hay không ngươi cái này một nửa lực phá hoại đại bộ phận hắc thiết thức tỉnh giả đều muốn gánh không được a à như không phải lúc này tô mặc là cái kia chân thành nói xin lỗi, mọi người tuyệt đối xưng tiểu tử thúi này làm mạnh nhất lão vết sai người. Hoàng Trọng Quang nuốt nước miếng một cái cười nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, vừa vặn ta đã sớm muốn đổi một bộ ghế ngồi, vừa vặn, dối trá. Vương Đức Hải liếc mắt lão tiểu tử này một chút, tiếp đó mới hiền lành nhìn về phía tô mặc. Tô mặc tiểu tử, người cái này cấp S đặc thù dị năng tên gọi là gì, ác ma chấn lực, cực kỳ bá khí danh tự, vương đức hải vịn dâu khẽ cười nói. Các vị, dị năng cũng nhìn, hiểu đều hiểu, ra điều kiện A, năm người giờ phút này nội tâm nhưng thật ra là xúc động vô cùng. Cấp S đặc thù loại dị năng không nói, vẫn là lực phá hoại tuyệt đối kinh khủng cường công dị năng. Đối mặt đệ tử như vậy, không xúc động mới có quỷ đây. Nhưng dựa theo quy củ cũ, bọn hắn đặc chiêu thời gian dù cho lại xúc động cũng nhất thiết phải muốn đem tâm tình áp chế lại mới được. Bởi vì dạng này mới có trợ ở bọn hắn ép giá. Năm người âm thầm đúng ám hiệu phía sau, từ Trung Châu Đại học Ngụy Phương trước tiên mở miệng. Ta tới trước đi, Tô Mặc chỉ cần ngươi nguyện ý tới chúng ta Trung Châu Đại học, học bổng 500 vạn, trung cấp thượng phẩm võ kỹ một bộ lời vừa nói ra, một bên hoàng trọng quang con ngươi mãnh liệt co rụt lại, lộ ra thèm muốn tột cùng lộng lẫy. Thật không thẹn là đỉnh tiêm học phủ, 500 vạn học bổng không nói, lại còn có trung cấp thượng phẩm võ kỹ. Phải biết, hắn hoàng trọng quang thân là hoàng kim thức tỉnh giả, hao phí của cái khổng lồ tăng thêm nhân mạch cũng mới có thể có một bộ trung cấp hạ phẩm võ kỹ. Mà Tô Mặc một khi nhập học liền có thể có dạng này tài nguyên, thèm muốn a, à, gặp Tô Mặc không có nói chuyện, Triệu Phong cười nhẹ tiếp nối. Học bổng 500 vạn, trung phẩm thượng phẩm võ kỹ một bộ cộng thêm miễn phí 4 năm học phí cùng sinh hoạt cần thiết, bao gồm hết thầy tiện lợi, Tô Mặc đôi mắt chớp lên, nhưng vẫn không có nói chuyện. Một màn này, để năm người âm thầm gật đầu, đôi mắt bộc phát thỏa mãn nhìn về phía Tô Mặc nghe tiểu tử này là bình dân xuất thân nghị lực cứng cỏi không nói không nghĩ tới tâm còn như thế bảo trì bình thản ngụy phương điều kiện trước không nói triệu phong điều kiện này sợ là bình thường thiên tài đều khó mà cầm giữ a à, thiên phú khủng bố tâm tính cũng là thượng giai thiếu niên này tiền đồ vô lượng a à. mọi người cũng không vội vã đến phiên chu vũ mở miệng nói Ta đế kinh đại học điều kiện cùng triệu phong lão sư giống nhau, nhưng chỉ cần tô mặc ngươi tới chúng ta trường học liền có thể bảo đảm mỗi thời mỗi khắc đều có thể đạt được đại năng hướng dẫn. Chúng ta trường học đặc thù loại dị năng cũng không ít a à tương đương a à, nói thật giống như trường học khác không có đặc thù loại đồng dạng. Vương Đức Hải liếc một cái chu vũ tiếp đó cũng mặt mo bên trên phủ đầy ý cười. Tô mặc tiểu tử nha kỳ thực lão đầu ta điều kiện cũng cùng bọn hắn hai cái giống nhau nhưng ngươi yên tâm đại năng hướng dẫn chúng ta tuyệt đối không thể thiếu hơn nữa chúng ta vũ lân đại học a cái này tiểu nữ oa thế nhưng là nổi danh xinh đẹp đây thảo trong nháy mắt tất cả mọi người trừng mắt về phía vương đức hải tốt ngươi cái già mà không kính lão gia hỏa vốn cho rằng ngươi là người đứng đắn không nghĩ tới đúng là cái lsp Mỹ nhân kế đều đã vận dụng ác tâm tâm. Cuối cùng đến Phiên Thượng Hải Đại học, xinh đẹp ngự tỷ Yến Vân đầu tiên là trừng mắt liếc Vương Đức Hải cái kia già mà không đứng đắn. Lập tức đi đến Tô Mặc bên cạnh, thổ khí Như Lan khẽ cười nói: "Tô Mặc a à tỷ tỷ ta người này tương đối thẳng thắn, bọn hắn nói lên điều kiện chúng ta Thượng Hải Đại học không những gấp bội, hơn nữa quan trọng nhất là 4 năm trong lúc đó" hễ ngươi đột phá cảnh giới cần thiết dược tề tài nguyên cái gì, chúng ta đều vô điều kiện cho thế nào, tỷ tỷ đủ thành ý a, à, cuối lời nói, nàng vẫn không quên bù đắp một câu. Như nước trong veo tiểu nữ oa chúng ta thượng hải cũng không ít a, à, ngươi nhìn tỷ tỷ, đủ xinh đẹp không, một cái S hình đường cong lập tức hiện ra ra, nhìn đến tô mặc đều có một chút đỏ mặt. Thấy vậy một màn vương đức hải bốn người trực tiếp từ trên ghế đứng lên tức giận nhìn về phía yến vân ư ừ, tốt ngươi cái yến vân nha đầu không phải đã nói dựa theo ước định từ từ đi sao hiện tại mới mở miệng trực tiếp vương nổ vật chất mỹ nữ cái gì đều nổ ra tới cái này còn để bọn hắn thế nào chơi hồng hộc bốn người tức giận đến hô hấp dồn dập chán nổi gân xanh đến yến vân thì xem thường che miệng cười nói ai bảo các ngươi một điểm thành ý cũng không có bản cô nương thành ý nhiều một điểm làm sao rồi ngươi bốn người khó thở nhưng tại hung giữ chừng mắt liếc yến vân phía sau liền vội vàng nhìn về phía tô mặc lập tức lại chăm miệng một lời tô mặc hắn thượng hải đại học có chúng ta đều có một bên hoàng trọng quang lúc này thở mạnh cũng không dám một câu ngoan ngoãn xem lấy những cái này đã người điên cuồng khá lắm, ngay từ đầu như thế thận trọng, bây giờ lại tựa như sói đói đồng dạng, chật chật tương đương nhìn xem hiện trường có vẻ như có chút không khống chế nổi, tô mặc chỉ có thể sờ lỗ mũi nói. Các vị lão sư, ta đã có lựa chọn, nháy mắt. Bốn người ánh mắt lộ ra một vẻ khẩn trương, bao gồm Yến Vân giống như vậy. Vương Đức Hải vuốt vuốt dâu trắng cưỡng chế tâm tình, tận khả năng để chính mình hiền lành một điểm hỏi. Tô Mặc Tiểu Tử ngươi nói, lựa chọn ai chúng ta đều có thể tiếp nhận. Nói là nói như vậy, nhưng tuyệt đối sẽ không cam lòng a, à, Tô Mặc ho nhẹ phía dưới, đôi mắt tại năm người trên mình đổi tới đổi lui. Lựa chọn của ta là PS. Các vị lão gia, thưởng điểm ngân phiếu nha, quăng tại chương mới nhất cho chút động lực oa. Chuyện hot tháng 9, Trư Thiên Thức tỉnh bắt đầu mở khóa dâu trắng mô bản tiểu nhân vật dã hữu mộng võ trang đầy đủ mới vào thôn quê cầu ủng hộ nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com lựa chọn của ta là thượng hải đại học nói xong tô mặc có chút áy náy nhìn về phía vương đức hải bốn người bốn vị lão sư xin lỗi ti nói tự mình lựa chọn thượng hải đại học nhưng nên có lễ tiết vẫn là muốn có làm người cần có kính sợ vạn sự vạn vật tâm không thể bởi vì năm vị cường giả đối với mình điên cuồng tranh đoạt mà đắc chí đây là hắn tô mặc đạo làm người cũng là làm người cơ bản nhất lễ nghi a à, đáng tiếc vương đức hải bất đắc dĩ thở dài cũng đúng bị cái kia yến nha đầu tới như vậy vừa ra coi như bọn hắn đãi ngộ đã biến thành ngang hàng dưới tình huống sợ là cũng không có thứ nhất người hứa hẹn cái kia chân quý nghĩ đến lão giả lần nữa hung tợn trừng mắt về phía Yến Vân. Triệu Phong cũng tiếc hận không thôi. Tô Tiểu Tử, chúc mừng ngươi gia nhập Thượng Hải Đại học. Tuy là không phải chính mình học viện, nhưng loại này yêu nghiệt một khi trưởng thành, liền là nhân loại chống lại ma vật đỉnh tiêm lực lượng. Bản thân hắn lại là giáo dục thành viên, vẫn là nhìn rất thoáng. Chu Vũ ngược lại thì tâm tình nhất yên lặng cái kia chúc mừng ngươi tô mặc lão sư chờ mong ngươi đang tân sinh giải thi đấu bên trên biểu hiện nghe tên này đế kinh đại học tại hôm qua đã tiệt chiêu một tên cấp s học sinh cũng khó trách hắn là nhìn đến nhất mở người mà ngụy phương bản thân vốn là khí khái hào hùng hào sảng sinh qua tức giận phía sau liền bất đắc dĩ nhìn về phía yến vân lần này bị ngươi nha đầu này đã kiếm được nhưng tiếp xuống đặc chiêu ngươi cũng đừng nghĩ cùng chúng ta đoạt hừ ngoan thoại buông xuống nàng quay đầu nhìn về phía tô mặc khó được trêu đùa chúc mừng ngươi tô mặc lão sư nữ nhi cũng là cùng ngươi đồng dạng lớn tuổi tác hơn nữa còn là thức tỉnh cấp a dị năng thiên tài thiếu nữ đây đến lúc đó tân sinh giải thi đấu bắt đầu lão sư giới thiệu cho ngươi giới thiệu thế nào Nàng thế nhưng là rất đẹp a à, tương đương, lời này vừa nói ra, Vương Đức Hải, Chu Vũ, Triệu Phong ba người thân hổ chấn động. Đúng nha, tuy là không thể đem Tô Mặc kéo vào bọn hắn trường học, nhưng có thể kéo vào nhà của mình a, à, trở thành người trong nhà, cái này mẹ nó chẳng lẽ không thể so đi vào trường học Hương. Quả thực là hương hương tích nha. Về phần thế nào kéo? Nữ nhi kéo, không nữ nhi chất nữ kéo, không chất nữ tôn nữ kéo vừa nghĩ tới đó ba người cũng đều không hẹn mà cùng lộ ra thần bí nụ cười cuối cùng bốn người lại cùng tô mặc nói một tiếng cái khác phía sau liền đều cùng nhau rời đi thiên hải thị chỉ là bọn hắn đặc chiêu địa điểm một trong cả nhân loại cương vực thế nhưng là còn có rất nhiều trường học chờ lấy bọn hắn trong đó không thiếu một ít đỉnh tiêm cao chung nếu là vận khí tốt không chừng còn có thể gặp lại cái cấp s tất nhiên đây cũng chỉ là ngẫm lại lúc này phòng hiệu trưởng bên trong chỉ còn dư lại tô mặc ba người yến vân cười nhẹ nhàng nhìn về phía tô mặc tô mặc đệ đệ chúc mừng ngươi gia nhập tỷ tỷ thượng hải đại học đúng rồi tỷ tỷ rất ngạc nhiên tại bốn tên kia đưa ra ngang nhau điều kiện dưới tình huống ngươi vì sao vẫn là chọn thượng hải đại học có phải hay không trên say đắm tỷ tỷ xinh đẹp à nha đệ đệ tô mặc sắc mặt một đen là thượng hải đại học thiết huyết giáo dục hấp dẫn ta nhập học liền có thể lĩnh nhiệm vụ chém giết ma vật yến vân cái này sau cùng vương nổ chính xác đem hắn đả động đến nhưng đây cũng chỉ là trong đó một bộ phận nguyên nhân nhân tố trọng yếu nhất là thượng hải đại học thiết huyết giáo dục cùng cái khác bốn trường đại học khác biệt cái khác bốn trường đại học có cái quy định mới vừa vào học sinh viên đại học năm nhất mấy tháng trước tuyệt đối không thể xuất nhập hiểm cảnh cùng ma vật chém giết chỉ có thể cùng hư cấu máy tính mô phỏng ra ma vật đối chiến tuy nói cũng có thể thu được kinh nghiệm chiến đấu nhưng đây đối với tô mặc tới nói rõ ràng không hợp phù phong cách của hắn cuối cùng hắn nhưng là muốn chém giết chân chính ma vật tới thu hoạch điểm năng lượng nếu là cất bước mấy tháng trước đều muốn ở tại trong thành vậy hắn quả thực sống không bằng chết mà thượng hải đại học liền cực kỳ hợp tâm ý của hắn không những không phản đối còn cảm thấy tân sinh liền có lẽ tiến vào hiểm cảnh cùng ma vật chém giết dạng này mới có thể càng nhanh mạnh lên cùng tôi luyện tâm trí nhưng cái này cũng đưa đến thượng hải sinh viên đại học tỷ lệ tử vong là cao nhất tất nhiên học sinh thực lực tổng hợp cũng là ngũ đại học phủ đứng đầu phúc lợi điều kiện đáng xem giáo dục môi trường cũng thích hợp đủ loại kết hợp xuống tô mặc không có lý do không chọn thượng hải đại học nhìn xem tô mặc bộ kia bộ dáng nghiêm túc yến vân có chút thất lạc cùng im lặng nàng còn tưởng rằng mỹ nhân kế của mình mới là mấu chốt đây ai biết đúng là trường học chế độ hấp dẫn tiểu tử này nàng lập tức trêu chọc nói nhìn ngươi một bộ tiểu bạch kiểm dáng dấp, không nghĩ tới vẫn là cái chiến đấu cuồng đây, lão sư, nên ký hợp đồng đi. Tô mặc đệ đệ, tỷ tỷ đột nhiên phát hiện ngươi có chút thẳng nam thuộc tính A, dạng này cũng không lấy nữ hài tử ưa thích A tương đương, lão sư, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Rất nhanh, tại tô mặc nghiêm túc nhìn một giờ hợp đồng phía sau, hắn mới thỏa mãn tiếp nhận Yến Vân Gen đăng nhập khí truyền vào huyết dịch khiến trọn vẹn yên tĩnh đợi một giờ xinh đẹp ngự tỉ khóe miệng mãnh liệt đánh không thôi. Tiểu tử thúi này, lúc đầu có lẽ 10 phút đồng hồ liền có thể nhìn xong hợp đồng, quả thực là bị tiểu tử này nhìn một giờ. Một chữ mắt một chữ mắt móc, cái này mẹ nó cũng quá thận trọng đi. Tất nhiên, trong lòng mặc dù chửi bậy lấy, nhưng Yến Vân vẫn là nhanh chóng thu hồi hợp đồng, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cái kia nhanh chóng tốc độ tay, phảng phất sợ tô mặc muốn đổi ý đồng dạng. Nàng sau khi làm xong, lần nữa cười nhẹ nhàng nhìn về phía tô mặc. Tô mặc đệ đệ, tỷ tỷ lần nữa hoan nghênh ngươi ra nhập thượng hải đại học, đúng, đây là tỷ tỷ số điện thoại di động, có cái gì không hiểu, có thể tùy thời gọi điện thoại hỏi ta, tất nhiên. Lúc không có chuyện gì làm cũng có thể đánh a à, tương đương, ý vị thâm trường kéo dài lấy âm cuối, Yến Vân lập tức liền một mặt cười duyên rời đi, cuối cùng thân là đặc chiêu lão sư. Nhiệm vụ của hắn còn muốn tiếp tục. Nhìn xem đạo kia đi xa xinh đẹp bóng lưng, Tô Mặc Lườm liếc miệng. Yêu tinh, rõ ràng đều 27, 28 tuổi rồi, còn muốn câu dẫn mình cái này vừa mới thành niên tổ quốc bông hoa. Không phải yêu tinh là cái gì? hừ hừ tương đương quay đầu tô mặc nhìn về phía hoàng trọng quang hiệu trưởng cái kia thức tỉnh chứng sự tình thức tỉnh chứng thành tương đương với kiếp trước thẻ căn cước trọng yếu đồ vật thức tỉnh dị năng phía sau nhất định phải làm tốt nếu không làm việc cực kỳ không tiện bất quá đây là thuộc về thức tỉnh giả chứng minh người thường vẫn là lấy thẻ căn cước làm chủ cho hoàng trọng quang lập tức niềm nở lấy ra một chương kim loại cảm nhận thẻ đưa cho tô mặc kỳ thực ngay tại Tô Mặc thức tỉnh cấp S dị năng thời điểm, hắn liền đã gọi người xuống dưới xử lý. Mà năng suất cũng cũng không chậm, quả nhiên là cái thịnh tình thương càng già càng lão luyện a, à, đa tạ hiệu trưởng, sau đó có chuyện gì, đều có thể cho ta biết một tiếng. Vỗ bả vai của Hoàng Trọng Quang, Tô Mặc cười khẽ buông xuống câu này hứa hẹn phía sau, liền cũng đi ra phòng hiệu trưởng tại chỗ hoàng trọng quang đỏ bừng cả khuôn mặt xúc động đến thân thể cũng hơi phát run có tô mặc những lời này hắn cảm giác chính mình hôm nay việc làm này đáng giá a à. cùng trần đại vinh chào hỏi một tiếng phía sau tô mặc lập tức về tới chính mình đơn sơ thuê phòng khoảng cách thượng hải đại học đặc chiêu sinh nhập học thời gian còn một tháng nữa hắn không có ý định đi nhanh như vậy muốn lịch luyện một phen tăng lên thực lực của mình sau lại đi mà thiên hải thị bên ngoài mỗi đại căn cứ thành lũy bên ngoài, liền là hắn lịch luyện địa phương tốt, chỉ cần có thức tỉnh chứng, liền có thể tự do xuất nhập. Lấy điện thoại di động ra, tô mặc đăng nhập liên bang thiên võng. Đây là chính phủ liên bang đặc biệt cho các thức tỉnh ra tiến hành bán mua sắm vật liệu một cái tính tổng hợp khu vực giao dịch. Đăng nhập thức tỉnh chứng bên trên dãy số phía sau, tô mặc liền bắt đầu xem lên ân, đầu tiên cần một cái hợp kim vũ khí, dầu trắng sử dụng chính là quan đao, vậy liền lựa chọn quan đao A. Tại vũ khí loại bên trong chọn lựa gần tới chừng 10 phút đồng hồ, tô mặc trực tiếp cắn răng, hao tổn của cái 400 ngàn mua một cái đê cấp trung phẩm hợp kim quan đao. Cái thế giới này vật phẩm đẳng cấp phân làm, đê cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh dai, thiên cấp. Mỗi cấp lại có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm phẩm chất khác biệt đề cấp trung phẩm, dù cho là đại bộ phận hắc thiết thức tỉnh giả, cũng không đủ sức mua sắm. Như không phải có hoàng trọng quang để cho học bổng cùng hàng lậu gộp lại có 300 vạn nhiều. Tô mặc tuyệt đối không dám như vậy xa xỉ. Tiếp xuống, hắn lại tốn gần tới 5 vạn mua một cái thôn quê đại không ở giữa quân dụng ba lô cùng một bộ hút đổ mồ hôi tu thân chiến đấu phục. Vũ kỹ hoàng trọng quang đã đem hắn chân tàng võ kỹ trung cấp hạ phẩm trọng đao cửu liên chảm cho tô mặc cũng là không cần mua nhìn xem kim loại trong hộp quý giá võ kỹ tô mặc cảm khái không thôi vị này lão hiệu trưởng thật không tiếc a à. trung phẩm võ kỹ một ít hoàng kim thức tỉnh giả sợ là cũng vô phúc hưởng thụ a à. rất nhanh liên bang thiên võng nhân viên biêu kiện liền đem những cái này mua sắm vật phẩm cho tô mặc đưa tới nửa giờ đều không cần đúng giờ lại năng suất tô mặc yên lặng cho vị tiểu ca này điểm một cái khen ngợi ngày thứ hai hắn ăn mặc một thân màu đen cảm nhận mười phần chiến đấu phục sau lưng sau lưng một cái dài hơn 2 mét bá khí hợp kim quan đao chậm chậm đi ra thuê phòng ps tác giả là muốn bạo càng nhưng một mực bị ký kết quá trình kéo lấy khó chịu a à. Các huynh đệ yên tâm ủng hộ a, các loại ký hợp đồng ta sẽ thông báo cho các ngươi, đến lúc đó đổi mới tuyệt đối không có vấn đề. Chuyện hot tháng 9.